chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn chương 70, phục chế và nâng cấp, người của ba công hội lớn rốt cuộc không đuổi theo nữa, sau khi Diệp Tu thở dài một hơi, tháo tai nghe xuống, nhìn về sau. Hắn đã cảm giác được đủ loại hơi người phía sau mình từ lâu rồi. Người anh em, quá dữ, tất cả cùng khen ngợi, Diệp Tu cười cười, may thôi, may thôi, rất gì vậy, có người tò mò hỏi, lấy được súng trường huyết sắc, Diệp Tu nói. Sau khi Diệp Tu nhìn thấy rơi ra món này thì lập tức gọi tên, đám người điền thất dù sao cũng là người khá hiểu biết. Họ đương nhiên sẽ không tranh với cao thủ đại ca, nhưng vấn đề là ba người mới kia kia. Trang bị trong vinh quang không bị cố định, bất kể bạn không dùng được trang bị gì, giành lấy được đều có thể bán lại. Thế nên giã đội cùng phá bản trong vinh quang luôn trở nên hỗn loạn, nếu lòng ôm nhu cầu về trang bị, giã đội tuyệt đối chẳng phải lựa chọn tốt đẹp gì. Có nhu cầu, hãy tìm công hội, tìm bản thân, khi tổ đội sẽ luôn suy xét quyền ưu tiên dựa trên nghề nghiệp. giá đội, đấy chỉ là nơi cày kinh nghiệm và kiếm tiền thôi. Vì vậy, sau khi đám điền thất nghe thấy nhu cầu của Diệp Tu, tuy chưa đổ xí ngầu, nhưng cũng không chọn bỏ qua, bọn họ muốn xem thử thái độ của ba người lạ nọ, nếu trong ba người có người đổ điểm, bọn họ cũng sẽ lấy lui làm tiến đổ xí ngầu một lần, giúp cao thủ đại ca giành đồ về, bọn họ nhiều người, cơ hội vẫn lớn hơn. Có điều họ quả thực đã nghĩ nhiều rồi, ba người kia cũng nhanh chóng bỏ qua súng trường huyết sắc. Sau khi đám điền thất lần lượt bỏ qua, súng trường huyết sắc rốt cuộc rơi vào túi quân mặc tiếu. Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ những thứ khác, bên này cao thủ đại ca đã thúc giục chạy chạy chạy, tất cả liền đổ xí ngầu một cách vì tiện, ngay cả đồ rơi vào tay ai cũng không chú ý thì đã trốn mất. Loại boss hoang dã mà một tuần chỉ săn được 3 lần này rơi khá nhiều trang bị, mới vừa rồi chỉ đồ xanh đã rất hẳn bốn món trong một lượt, đều là đồ cấp 25. Thực ra đây là do may mắn không cao đấy, boss hoang dã ngay cả đồ cam cũng có tỷ lệ rơi ra mà có điều nếu so sánh chiếm đầu càng khiến người ta cảm thấy đỉnh hơn nhìn dáng vẻ tức điên kia của ba công hội lớn sao có thể chỉ vì bị người ta cướp mất bốn món trang bị chứ đám điền thất lúc này không ngừng thưởng thức tên của mình đang treo trên bảng mừng rỡ đến không khép miệng được diệp tu đâu cũng bị vây xem dữ dội bên này song đành thoát ra ứng phó vài câu mọi người cũng không phải quá thân thiết xàm xàm đôi câu nhìn thấy không còn trò hay để nhìn nữa đều tự giải tán hết chỉ có trần quả vẫn đứng đấy chị chủ Diệp Tu chào hỏi, nhìn thời gian, vội vàng tắt máy, tôi ra quầy đây. Gần 11 giờ, đến phiên hắn trực đêm rồi. Trần Quả nhìn dáng vẻ của Diệp Tu, cũng ngại bảo mình thực sự không phải đến nhắc hắn thay ca, mà đến gia nhập phe bà Tám hóng chuyện. 11 giờ, tiệm nét thoáng chốc quạnh quẽ vô cùng, không ít người vừa mới vây quanh Diệp Tu xem náo nhiệt cũng lập tức tắt máy rời đi. Tuy cơn sốt khu mới của Vinh Quang vẫn còn, nhưng ai nấy cũng cần phải học tập, công việc còn đấy, người rảnh rỗi để chơi game cả đêm luôn không quá nhiều. Từ lúc nhân viên công tác đổi ca rời đi, Trần Quả cảm thấy tiệm nét càng thêm vắng vẻ, quầy phía trước chỉ còn mình Diệp Tu lẻ loi ngồi bên trong. Trần Quả đi qua nhìn thử, thằng này lại vào game, đáng khinh bỉ quá đi, cái đồ thuộc đảng chết dí ở nhà cắm đầu vào game suốt ngày. Trần Quả vừa khinh bỉ, vừa bước sang một góc khác của tiệm nét. Vừa thấy, Đường Nhu cũng đang dí mặt vào máy, chuyên tâm chơi game, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện phản chiếu trên mặt, Đường Nhu không hề nháy mắt chút nào. Trần Quả đi ra phía trước, nhìn thấy đường nhu vẫn đang cố gắng làm nhiệm vụ, cô nàng này có vẻ xui xẻo, đụng phải buổi tối cao điểm, làm nhiệm vụ phải gọi là vất vả vô cùng, lúc này người online đã giảm, tình hình mới tốt đẹp hơn, làm khá vui vẻ. Trần Quả vỗ vô cô, đường nhu quay đầu, nhìn sang Trần Quả, lớn tiếng hỏi, sao thế? Trần Quả rút tai nghe của cô, 11 giờ. A, à, đã 11 giờ rồi, em không biết gì hết. Đường Nhu kinh ngạc, cấp mấy? Trần Quả hỏi, cấp 6, bởi vì giờ cao điểm, đường nhu dựa vào nhiệm vụ thăng cấp quả thực không nhanh. Còn chưa đi ngủ, Trần Quả nói, chị đi trước đi, lát nữa em sẽ đi, đường nhu lại đeo tai nghe quay về thế giới trò chơi. Chị đi trước đây, em đi ngủ sớm chút, Trần Quả nói xong, kết quả đường nhu chẳng có phản ứng gì, hiển nhiên là đeo tai nghe vào nên không nghe thấy Trần Quả nói chuyện. Trần Quả vừa rời khỏi vừa mờ mịt, vốn chỉ có mình là người mê vinh quang nhất tiệm nét, chờ đến một tên Diệp Tu, lại một đường nhu được đưa đến, nhìn hai người này này chơi điên cuồng, bản thân trở nên rất không chuyên nghiệp á. Trần Quả miên man suy nghĩ, vẫn tiếp tục đi về phòng ở lầu 2 nghỉ ngơi trước. Tiệm nét thật sự chẳng còn ai nhàn rỗi, tất cả mọi người đều chuyên chú chơi game ở vị trí của mình. Sau khi Diệp Tu lên lại game, đám điền thất vội vàng gửi câu hỏi sang, thấy cao thủ đại ca đột nhiên thoát game, cả đám đều cho rằng xảy ra chuyện gì. Không có gì, tôi tốt lắm, nhưng mọi người phải cẩn thận đấy. Diệp Tu trả lời mọi người, mặc kệ nó đám liền thất lại chẳng thèm ngó ngàng. Nói thực ra, cả đám có gan thế này đều liên quan tới Diệp Tu cả. Trước đây bọn họ sùng bái cao thủ của ba công hội lớn như thần như thánh, nhưng theo Diệp Tu lăn lộn vài lần, mới phát hiện tầm mắt lúc trước quá thấp, so với cao thủ đại ca, đám kia nào có tư cách xưng thần chứ. Hiện giờ lại theo chân cao thủ đại ca cướp thành công boss của ba công hội lớn, mấy tên này hiểu nhiên đều có cảm giác dẫm nát ba công hội lớn dưới chân, độ sướng trong lòng vượt xa lo lắng. Về phần trầm ngọc, mấy tên nhóm bánh bao xâm lấn mà mới hoàn toàn không rõ sự thiệt hơn trong đấy vừa rồi nhận được trang bị chỉ thấy thật vui vẻ thôi tôi về trấn trước diệp tu bảo mọi người ấy ấy cao thủ đại ca cứ đi thong thả ai nấy vội vàng trả lời tất cả chú ý đấy sau khi diệp tu nhắc nhở mọi người lần nữa liền điều khiển quân mạc tiếu chạy về trấn bố nhi tư trong trấn nhỏ là khu an toàn không thể chịu bất kỳ công kích nào diệp tu yên lòng mà vứt quân mạc tiếu ở một góc mở ra hệ thống chỉnh sửa trang bị bỏ thẳng súng trường huyết sắc vừa lấy được vào hệ thống chỉnh sửa trang bị. Hai ngày này thu thập vật liệu rất thuận lợi, ô thiên cơ đã có vài bộ phận có thể nâng cấp. Sau khi bức vẽ cấu tạo được mở ra, từ hình thái mặt ô đang xòe rộng, Diệp Tu bắt đầu thật cẩn thận tháo rời mặt ô ra. Mặt ô này có tổng cộng 8 miếng, răng liên tiếp giữa nan ô tạo thành toàn bộ mặt ô. Chọn đại một miếng để vào khung phục chế, trong ô vật liệu kề cạnh, Diệp Tu bấm vào 5 cái tơ nhện cường lực. Quá trình phục chế bắt đầu, thanh tiến trình chạy hết, năm cái tơ nhện cường lực đã bệnh thành hình dáng mặt ô. Sau đó lại lặp lại 7 lần phục chế, mặt ô được bệnh từ 8 lần tơ nhện cường lực đã chế tạo thành công. Mặt ô mới được lắp trở lại, tiếp đấy là bộ phận súng ống và tàng kiếm. Cán ô bị tháo tiếp xuống, chia làm hai bộ phận, cán và kiếm ẩn trong cán. Hai cái đều được phục chế từ khuôn mẫu gốc, phục chế cán ô, vật liệu thêm vào là súng trường huyết sắc và vỏ kiếm từ bội kiếm của chiến binh xương khô. Tàng kiếm, dùng bội kiếm của chiến binh xương khô. Nhấn chọn phục chế, hoàn thành, lại thật cẩn thận lắp những bộ phận mới vào Ô Thiên Cơ. Trong suốt quá trình diệp tu làm vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, trông có vẻ chẳng khó khăn gì, ngoại trừ gỡ ra lắp vào, thì chỉ việc nhấn chọn phục chế mà thôi. Thế nhưng, nếu không có khuôn mẫu gốc của Ô Thiên Cơ, đào đâu ra chức năng phục chế chứ? Chương 71, vũ khí cùng kỹ năng. Diệp tu nhìn nhìn kho vật liệu của hệ thống chỉnh sửa trang bị, bên trong còn có một ít vật liệu hiếm mới thu được gần đây, nhưng tạm thời còn chưa dùng đến. Diệp Tu rời khỏi kho vật liệu, xác nhận sửa đổi ô thiên cơ, vũ khí thay đổi sau khi thanh tiến trình chạy hết, rời khỏi hệ thống chỉnh sửa. Quay về trò chơi, hắn run run mở ô thiên cơ xem hiệu quả sau khi được đổi mới. Hình thái ban đầu của ô thiên cơ vẫn là cấp 5 không đổi, nhưng sau lần sửa đổi này, cấp bậc hình thái súng và kiếm của ô thiên cơ đã tăng vèo lên đến cấp 15. Sức nặng vẫn là 2,3 kg không đổi, tốc độ tấn công cũng là 5, nhưng công kích vật lý và pháp thuật lại khác xa hình thái mâu đồng cấp 15. Ô thiên cơ, hình thái kiếm công kích vật lý 240, công kích pháp thuật 265. Ô thiên cơ, hình thái súng công kích vật lý 238, công kích pháp thuật 210. Mâu, kiếm, súng, vũ khí không cùng hệ, thuộc tính đương nhiên sẽ khác, dù thuộc những nghề trong cùng một hệ, vũ khí cũng sẽ có điểm tranh lệch. Ví dụ như hệ đao kiếm, cùng là một hệ nhưng trọng kiếm có công kích vật lý cao nhất, tốc độ tấn công thường lại là một, Chậm nhất, công kích pháp thuật cao nhất là dao găm, tốc độ tấn công thường là 5, còn tốc độ tấn công nhanh nhất chính là kiếm quang, thường là 9. Hai loại còn lại là đại kiếm và thái đao, đại kiếm thiên về vật lý, nhưng không bằng trọng kiếm, tốc độ tấn công nhanh hơn một chút, là 3, thái đao thiên về pháp thuật, không bằng dao găm, tốc độ tấn công cũng nhanh hơn, là 7. Như thế nghề kiếm sĩ sẽ căn cứ vào thói quen và nhu cầu khác nhau để chọn lựa vũ khí. Tỷ như hai nghề ma kiếm sĩ và quỷ kiếm sĩ sẽ lấy công kích pháp thuật làm chính ít khi lựa chọn trọng kiếm làm vũ khí. Cuồng chiến sĩ và kiếm khách lấy công kích vật lý là chính, nếu dao găm không có hiệu quả gì đặc biệt sẽ không rảnh mà nghĩ tới. Mà hệ kiếm quang lại là sự tồn tại đặc thù, vũ khí này chỉ có kiếm khách mới có thể sử dụng, quy luật với chức nghiệp trong trò chơi giải thích là chỉ những kiếm khách theo đuổi sự cực hạn của kiếm mới có thể nắm giữ được tốc độ của kiếm quang. Bởi vì có ưu thế về tốc độ tấn công, thuộc tính của kiếm quang tương tự như thái đao, nhưng công kích vật lý và công kích pháp thuật đều thấp hơn một chút thuộc tính hình thái kiếm của ô thiên cơ lúc này thiên về hệ thái đao nhưng tốc độ tấn công lại là năm như dao gam, so với thái đao cùng thuộc tính thì kém hẳn một bậc nhưng lại nhìn ô thiên cơ dạng mâu công kích vật lý 290, là hệ chiến mâu có công kích vật lý mạnh nhất trong tất cả vũ khí của hệ pháp sư sánh ngang với trọng kiếm của hệ kiếm tốc độ của chiến mâu vốn giống trọng kiếm là một nhưng hiện tại là năm ô thiên cơ hình thái mâu mạnh hơn những mâu cùng thuộc tính khác rất nhiều diệp tu kiểm tra sơ qua từng hình thái không phát hiện lỗi nào xuất hiện sau khi cải tiến, lập tức lại mở bảng kỹ năng của Quân Mạc Tiếu. Khi đạt cấp 20 kỹ năng sẽ phân bố lại toàn bộ điểm, Quân Mạc Tiếu tuy là tán nhân, lại vẫn được hưởng thụ đái ngộ này. Nhưng với những nghề khác sau khi thức tỉnh ở cấp 50 cũng sẽ được phân bố lại điểm kỹ năng một lần nữa, tán nhân thì không, vì vậy từ giờ trở đi phải sử dụng điểm kỹ năng thật cẩn thận. Nhưng Diệp Tu trải qua 10 năm vinh quang, được vinh danh là bách khoa toàn thư, kỹ năng sớm đã thuộc nằm lòng. Lúc này hắn chỉ cần xác định kế hoạch phối hợp kỹ năng cho quân Mạc Tiếu. Đối với tán nhân, các kỹ năng có thể học được đều đã bày ra trước mặt. Vinh quang gồm 6 hệ khác nhau, mỗi hệ 4 nghề, tổng cộng 24 nghề, bình quân mỗi nghề dưới cấp 20 sẽ có khoảng 5 kỹ năng. Tổng cộng 120 chiêu, đây số kỹ năng mà tán nhân có thể học. Số lượng khá nhiều, nhưng bởi vì đều là kỹ năng cấp thấp, uy lực tự nhiên không thể so với những đại chiêu bậc trung và cao cấp được. Nhưng 120 cái kỹ năng cấp thấp này cũng phải chọn lựa kỹ càng, bởi vì điểm kỹ năng vô cùng hữu hạn. Kỹ năng cấp thấp tuy không cần quá nhiều điểm kỹ năng, đều chỉ dưới 30 điểm, nhưng bởi vì có sự tồn tại của vấn đề nâng cấp bậc cho từng kỹ năng, chọn lọc cách phối hợp thế nào cũng phải cẩn thận xem xét một phen. Nếu không cho dù mắc điểm kỹ năng cũng chỉ 5.000 điểm thôi, 120 kỹ năng tất cả đều học đến mắc cấp là chuyện không thể nào. Diệp Tu trước mắt vẫn chưa xác định được kế hoạch cuối cùng, chỉ đành học trước một vài kỹ năng hắn cho là quan trọng, cấp bậc tăng, hắn sẽ thực chiến kiểm nghiệm rồi xem lại. Đang kiểm tra bảng kỹ năng xem còn sót gì không, bất chợt Diệp Tu ngửi thấy hương trà thoảng qua, giật nảy người, ngẩng đầu lên nhìn, ra là đường nhu đang bưng tách trà đứng ngoài quầy. Diệp Tu sướng sờ hồi lâu, thói quen thức đêm của hắn đã tồn tại từ rất lâu. Trước đây những lúc thế này, Tô Mộc Tranh luôn giúp hắn pha một ly trà xanh, cô nhỏ kia luôn cho rằng người thức đêm cần uống nhiều trà xanh. Mà nay, nay chỉ thấy đường nhu cầm tách trà lên uống một ngụm. Diệp tu đổ mồ hôi, rõ là hắn tưởng bở rồi, hắn còn tưởng đường nhu sẽ mang trà đến cho hắn như tô mộc tranh. Anh đang làm gì vậy? Đường nhu hỏi, xem kỹ năng, diệp tu nói, à, em cũng có thể học kỹ năng đó. Đường nhu nói, thiên kích với long nha, đúng, hai kỹ năng này rất hữu dụng, nhưng lựa chọn cấp bậc thế nào còn phải xem thói quen của mỗi người, em hãy làm quen hai kỹ năng này nhiều hơn trước đã. Diệp Tu chỉ bảo, được, đường nhu ôm tách rời đi, hương trà vấn vương khiến Diệp Tu ngẩn ngơ mãi. Sau đó lặng lẽ châm điếu thuốc, tiếp tục trải nghiệm kỹ năng của mình. Lam Hà bấy giờ, nhìn quân mạc tiếu online trên danh sách bạn tốt, trong lòng xuất hiện một sự dối bởi trước nay chưa từng có. Sự kiện huyết xả thủ khiến cậu không ngờ được, dự tính ban đầu của Lam Hà khi mời quân mạc tiếu, thật ra chỉ muốn mọi người cùng nhau hoạt động xây dựng tình hữu nghị, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến quân mạc tiếu sẽ giúp được gì trong lúc săn huyết xả thủ. Đây chính là hoạt động sandbox có quy mô của các công hội, một người có bao nhiêu năng lực để dùng chứ? Kết quả biểu hiện của quân Mạc Tiếu khiến tất cả đều khiếp sợ, trực tiếp dẫn dắt vài đứa ất ơ mà có khi chính hắn cũng chả biết là ai giết luôn huyết xạ thủ, còn xoay ba công hội lớn đến sứt đầu mẻ chán. Hội trưởng sa tiền tử của Trung Thảo đường còn lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Lam Hà không biết thái độ của hai nhà kia với quân Mạc Tiếu là gì, dù sao bản thân cậu thì càng thêm bội phục người này hơn cậu đã hoàn toàn thừa nhận trình độ của người này trên mình, chỉ ít vào hoàn cảnh lúc ấy, Lam Hà chắc chắn sẽ không có bản lĩnh kéo huyết xạ thủ đi, dù có bắt trước quân Mạc Tiếu lợi dụng mâu thuẫn giữa ba công hội lớn đi nữa. Hơn nữa trong thời gian bọn họ đối phó với quân đoàn vong linh nọ, đội ất ở kia liền nhân cơ hội đẩy ngã huyết xạ thủ, hiệu suất quả thực còn cao hơn so với đội tinh anh bọn cậu. Này tám phần đều là công chỉ huy của quân Mạc Tiếu. Có điều bội phục thì bội phục, trong lòng Lam Hà vẫn cực kỳ khó chịu tổn thất chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Bởi vì người là cậu mang tới, kết quả lại khiến cậu công dã tràng, Lam Hà cảm thấy quân Mạc Tiếu làm việc này quả thật vô ý, không nể mặt gì hết đó. Lam Hà quyết định phải nói rõ ràng với quân Mạc Tiếu, mở cửa sổ tin nhắn của quân Mạc Tiếu, gửi tin sang, người anh em, việc ông làm hôm nay có chút không thỏa đáng nhỉ. chương 72, ăn khắp thiên hạ, quân Mạc Tiếu hồi âm rất nhanh, đúng vậy a à, có chút chút. Mẹ nó, thẳng thắn quá vậy, Lam Hà vi vu trong gió, thế này sao mình đáp lại được, tiếp tục chỉ trích thì có vẻ mình rất không rộng lượng rất không chuẩn man, nhưng cứ như vậy xí xóa, trong lòng nghẹn khuất khó tiêu. Trong nháy mắt Lam Hà cảm thấy mình vừa bị miểu sát. May là đang chat, có cách để biểu đạt tâm trạng mà không cần nói gì. Lam Hà vèo cái hồi phục bắn một đống biểu cảm im lặng tuyệt đối cùng với một cái rất mồ hôi. Lần sau phải cố lên, Diệp Tu trả lời, Lam Hà học máu, tên này chẳng để chuyện ở trong lòng mà. Nói cũng phải, boss giã ngoại ấy, từ trước đến nay đều bị tranh giành như ong vỡ tổ. Bị cướp mà không phục, vậy mày cứ cướp về đi, chỉ trích đúng sai chỉ có đám ma mới ngốc nghếch mới làm vậy. Đợi chút, mình không phải dối dám chuyện không cướp được huyết xả thủ á. Mình buồn bực là do người ta không nể mặt cơ mà. Vấn đề là quân mạc tiếu do mình mời tới, kết quả huyết xả thủ bị hắn ăn mất, mình thì bị xem thường. Nhìn thảo luận của mọi người trong kênh công hội, sự khó chịu với quân mạc tiếu chủ yếu cũng do chuyện này hết. Về phần boss bị nững mất, đó là chuyện về thi triển thủ đoạn, nếu như boss lần này bị trung thảo đường hay mưu đồ bá đạo ăn được, tuy rằng cũng buồn bực, nhưng đấy là một sự buồn bực khác, không có dối rắm Có lẽ bấy giờ mình dối rắm thế này là bởi vì quân mạc tiếu khác với hai nhà kia. Nếu do hai nhà kia cướp được, Lam Hà có thể nghẹn cơn tức rồi mạnh mẽ trả thù, đằng này là quân mạc tiếu, làm sao mới tốt đây? Lam Hà vào đầu, thì ra vấn đề rối rắm là ở đây. Hệ châu việc này ông nghĩ thế nào? Lam Hà không chát với quân Mạc Tiếu nữa, vì em với hệ châu cùng công hội. Quân Mạc Tiếu, xem ra chúng ta với không tới người này rồi. Hệ châu nói, hả, qua chuyện huyết xạ thủ, tôi có thể thấy được lập trường của hắn. Hệ châu nói, tức là sao, ba công hội lớn đều ở đấy, đều có ý mượn sức hắn, nhưng hắn chẳng giúp ai cả, hắn dẫn một nhóm người không thuộc cả ba nhà, thuận lợi làm thịt huyết xạ thủ hệ châu nói ý hắn là bản lãnh của hắn rất lớn hắn chả cần vào công hội nào cả lam hà nói tôi thấy chính xác hơn phải là công hội cần hắn nhưng hắn không cần công hội hệ châu nói lam hà giật mình nói trắng ra là hắn chỉ muốn đánh thuê đánh thuê cho tất cả công hội hệ châu nói với bản lĩnh của hắn với bản lĩnh của hắn làm như vậy đó có thể thấy được ham muốn của hắn rất lớn nhu cầu rất nhiều hệ châu nói game thủ chuyên nghiệp muốn dựa vào việc này để kiếm tiền lam hà nói có lẽ thế hệ châu nói nhưng sau này việc buôn bán của hắn sẽ có thời hạn bóc tem quái nâng cao kỷ lục phó bản mấy thứ này đều có giới hạn của nó đến lúc đó không có ai mời hắn hắn phải làm gì lam hà nói đi khu mới khác hệ châu nói lam hà rất mồ hôi quên mất chuyện này vậy có thể tìm ở khu cũ xem trước kia có người nào như vậy không lam hà nói nếu có người như vậy chỉ sợ sớm đã bị chú ý rồi hệ châu nói tên này rốt cuộc đến đây làm gì lam hà vò đầu không biết thực lực sâu không thấy đáy nhìn không thấu chiêu trò đến bây giờ vẫn chưa chuyển nghề hệ châu nói vậy ông nói coi tụi mình phải giữ thái độ gì với hắn đây lam hà nói giữ liên lạc tiếp tục quan sát hệ châu nói hẳn nên tiếp tục lôi kéo trước đấy chỉ là suy đoán của chúng thôi mà lam hà nói ờ hệ châu đồng ý cũng bổ sung thêm, dù có lôi kéo không được, xây dựng quan hệ tốt một chút, ít nhất có thể chiếm một vị trí ưu tiên trong lòng hắn. Giờ cứ như chúng ta đang nịnh bợ hắn ấy, Lam Hà cảm khái, hệ châu cũng không nói được gì, cao thủ giỏi tới đâu, thường công hội lôi kéo cũng để chính mình lợi dụng. Nhưng cái gã quân mạc tiếu này thì sao hả? Sao có cảm giác như mọi người đang vây quanh hắn, sau đó chờ hắn bố thi ấy? Có gì đó không đúng thì phải, bên này Lam Hà đã hết khúc mắc, hít sâu hai cái, tiếp tục liên hệ cùng quân Mạc Tiếu. Người anh em, 12 giờ đi phó bản không? Lam Hà hỏi, số lần phó bản được làm mới vào 12 giờ, mọi người đều phải bắt đầu bận rộn. Để tính sau á, Diệp Tu nói, cùng đi đi, Lam Hà mời, không cần đâu, Diệp Tu rất mồ hôi, người này có nghị lực ghê, bị mình cướp boss mà vẫn không nản lòng lôi kéo. Chuyện Diệp Tu nấng boss quả thực là đang tỏ rõ thái độ của mình, hắn không hy vọng bị ba công hội lớn kéo tới kéo lui, cứ liều mạng bày tỏ với hắn như thế, dù cho hắn kiên trì không chịu, lâu ngày, phần tình cảm này cũng khó mà tiêu nổi. Ông anh khách sáo quá đi, Lam Hà nói, hẹn người khác rồi, đối mặt với Lam Hà trước sau như một, Diệp Tu đành kiếm cớ. Ai, Lam Hà bất chợt cảnh giác, chẳng lẽ đã có công hội đến trước cả mình? Bạn, Diệp Tu nói, Lam Hà muốn hỏi bạn nào, nhưng lại cảm thấy hóng hớt hơi quá rồi, đành phải hết cách bảo rằng, vậy để lần sau có cơ hội thì đi. Lần sau lần sau. Diệp Tu đáp có lệ. Lam Hà phẫn nộ nhận tin, vừa nhận tin này, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, người anh em, anh phải giúp tôi bóc tem thương nhân quỷ lùn đấy. Thương nhân quỷ lùn là boss hoang dã ở rừng rậm băng xương, tới giờ vẫn chưa hiện thân. Cái này thì hẹn người khác thật rồi. Diệp Tu nói, thì ra vừa rồi là giả, tên này nói chuyện quả thực chẳng thèm che giấu tí nào. Lam Hà vừa hộc máu vừa thuận tay hỏi một câu, ai? Ngưu đồ bá đạo, đệch, Lam Hà vỗ mạnh bàn phím, Rối rắm rối rắm, rối rắm cái khỉ ấy. Xem đi, bị người khác chiếm lợi mất rồi. Lam Hà vì sự do dự của bản thân mà hối hận, nhìn cửa sổ chát, lại không biết đáp lại thế nào. Quân Mạc Tiếu quả nhiên giống những gì Hệ Châu và cậu phân tích, muốn ăn hết tất cả các công hội a. À. Nhưng mưu đồ bá đạo cũng hào phóng thiệt, mình còn đang rối rắm, người ta đã bỏ qua khúc mắc chộp lấy Quân Mạc Tiếu mà lợi dụng rồi. Hai, Lam Hà thở dài, cuối cùng cũng bảo trì phong độ gửi tin đáp, vậy đến lúc đó sẽ không khoan nhượng đâu. Đúng vậy, không cần nể nang. Diệp Tu nói, người anh em này, về sau boss giã đồ hay kỷ lục phó bản, tôi bao trước hết được không? Lam Hà nói, đến lúc đó tính sau, cấp bậc như tôi, không đuổi kịp được mọi người á. Diệp Tu nói, vậy ông anh mau tăng cấp đi. Lam Hà vừa nhận ra đây cũng là một vấn đề. Cậu hiện tại 24, đêm nay chạy vài phó bản khẳng định 25, quân Mạc Tiếu vẫn ở cấp 21 cấp bậc càng ngày càng cách xa, đến lúc đó bọn họ đều khiêu chiến phó bản cấp 30, tên này còn ở phó bản cấp 20 mà hì hục, sau đó tẩy sạch toàn bộ kỷ lục bọn họ vất vả ghi lại, bọn người Lam Hà muốn quay lại cũng không được. Quá cấp rồi, chương 73, kỹ xảo ném cát, phản ứng của ba công hội lớn thật ra cũng nằm ngoài ý muốn của Diệp Tu, biểu hiện khá phóng khoáng và thành thục, không hổ là công hội lớn kinh doanh nhiều năm vẫn vững mạnh. Mưu đồ bá đạo phản ứng nhanh nhất, chuyện của huyết xạ thủ qua chưa bao lâu, tên giả vị ương đã gửi tin đến, không hề nhắc đến chuyện kia mà trực tiếp mời cùng giết thương nhân quỷ lùn. Đãi ngộ dễ bàn bạc, nhưng điều kiện hàng đầu đương nhiên phải đảm bảo được rằng mưu đồ bá đạo chiếm đầu được thương nhân quỷ lùn. Diệp Tu không hề dị nghị, hắn cũng có nhu cầu với thương nhân quỷ lùn, vốn định dựa vào thị trường buôn bán, hiện tại có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ô Thiên Cơ muốn nâng cấp, phạm vi cải tiến thật sự quá rộng, bản thân giờ đã cấp 21, Ô Thiên Cơ còn chưa lên tới cấp 15, may mắn đây là vũ khí bạc, không thì hơi tụt về phía sau rồi. Ngưu đồ bá đạo phản ứng nhanh, làm khê các chỉ chậm hơn chút, qua lời nói của Lam Hà, Diệp Tu có thể thấy được sự dối rắm của cậu ta, Diệp Tu rất hiểu chuyện này. Chỉ tiếc vào lúc này mà cảm xúc dao động, kết quả chỉ đành bỏ lỡ cơ hội thôi. Về phần Trung Thảo Đường, Diệp Tu không có tin từ bên kia, người của Trung Thảo Đường vẫn chưa từng liên hệ với hắn. Muốn giết thương nhân quỷ lùn, nhưng con boss này sẽ ngẫu nhiên đổi mới, không có thời gian cụ thể. Có điều đã nhiều năm như vậy, người chơi cũng đã quen với cách đối mặt chuyện này từ lâu, dù sao nên làm gì thì làm, lúc phát hiện boss hoang dã, tới được thì sẽ tới. Cho nên vừa đến 12 giờ, mọi người vẫn rủ nhau đi phá bản như cũ, Diệp Tu nhận được tin từ Điền Thất, hỏi có muốn đi rừng rậm băng xương không. Cao thủ đại ca chủ động gọi họ giết huyết xả thủ, khiến mọi người thật kích động, cảm thấy quan hệ với cao thủ đại ca càng ngày càng thân, vừa nhìn đến 12 giờ, số lần đánh phó bản có lại, vội vã chủ động liên hệ thiếu người sao? Diệp Tu hỏi, bốn thiếu một A, à? Điền Thất nói, A à hát, tôi tới ngay đây. Diệp Tu nói xong, phó bản là bài tập mà mỗi ngày đều phải làm, là khởi nguồn chủ yếu của kinh nghiệm lẫn kinh tế. Dù bọn người Điền Thất không mời, Diệp Tu cũng sẽ tham gia một giã đội nào đó. Ở cùng mấy người này, chỉ ít khi bản thân có nhu cầu thì có thể chọn trước, chuyện này chẳng dễ gì có được. Sau khi đưa quân Mạc Tiếu tới rừng rậm băng xương, Diệp Tu lại ngoài ý muốn thấy được tên lưu manh gà mở bánh bao xâm lấn nọ, sao lại là ông Diệp Tu kỳ quái đảo mắt xem Nguyệt Trung Nguyên lại không có mặt nhóc con chưa mọc đủ lông kia vẫn còn hầm hực với mình ư Diệp Tu cũng không biết hắn vẫn chưa kết bạn với Nguyệt Trung Nguyên là tôi là tôi đi theo các mấy vị đại ca để học tập bánh bao xâm lấn vô cùng khiêm tốn Diệp Tu biết tuy tên này chỉ là người mới chơi vinh quang nhưng thao tác lại rất thuần thục Nguyệt Trung Nguyên chơi cả ngày đã thoát rồi em gái Trầm Ngọc cũng không thể chơi suốt đêm được. Biên thất giải thích, ai, ngày mai tôi cũng không chơi được. Mộ vân thâm nói đầy tiếc nuối. Cao thủ đại ca thì sao? Biên thất mượn cơ hội hỏi thăm lịch làm việc nghỉ ngơi của Diệp Tu. Từ ba ngày qua có thể thấy được cao thủ đại ca thâu đêm mỗi ngày. Tôi thường chơi tối. Diệp Tu cười trả lời. Nói xong liền tổ đội, năm người bắt đầu đi đánh phó bản. Tuy bánh bao xâm lấn này chỉ là người mới, lại là người có cấp cao nhất trong năm người, đã 23 rồi. Mọi người hỏi thử, mới biết cậu ta vừa chơi liền chơi đến khủng luôn, ngày mở khu đã chơi liên tục suốt 24 tiếng không nghỉ ngơi, ngày thứ hai tùy tiện ngủ một chút, lại thức dậy chiến tiếp. Từ ngày mở khu mới đến này chỉ có 48 tiếng, ăn cơm ngủ tổng cộng chỉ khoảng 6 tiếng, 42 tiếng đồng hồ đều chơi game, cơ bản có thể sánh bằng các công hội lớn thay nhau đua top. Mọi người một trận thổn thức, mở quái luyện cấp, Diệp Tu vẫn nắm quyền chỉ huy như cũ, mọi thứ đều thực thuận lợi. Sau khi ném cắt đừng lập tức xông lên trước công kích, đây là đánh quái, còn dùng được. Nếu như PK, người chơi có kinh nghiệm sẽ thi triển quét ngang hoặc những kỹ năng có thể khống chế phía trước. Diệp Tu còn bất chút thời gian chỉ bảo bánh bao xâm lấn. Vậy phải làm thế nào? Bánh bao xâm lấn khiêm tốn thỉnh giáo, ngốc, vòng ra sau lưng, dù sao đối thủ cũng không nhìn thấy được. Đám điền thất cũng mồm năm miệng mười mà thảo luận, vòng ra sau lưng cũng là một biện pháp. Diệp Tu không phản đối cách chỉ dạy của điền thất ngay, có điều việc này cũng cần thời gian, sẽ lãng phí vài giây gây mù không dễ có được này không dùng ném cắt làm chiêu bắt đầu mới thật sự là biện pháp tốt nhất hãy sử dụng ném cắt khi đang công kích trong quá trình giao đấu bất ngờ dùng ném cắt tiến hành đánh lén đồng thời ông cũng phải cam đoan rằng dù không thể gây mù ông vẫn còn những lựa chọn khác ý ông là không nên quá dựa vào trạng thái mù loà mà chuẩn bị chiêu công kích bánh bao xâm lấn nói không sai tấn công sau khi ném cắt gây mù đối thủ đã là mánh cố cả rồi bây giờ ngoài người mới chẳng ai chơi thế nữa đồng thời cũng chỉ có người mới mới có thể trúng chiêu diệp tu nói vậy nếu như lúc bắt đầu là đánh lén ấy có thể dùng ném cắt không bánh bao xâm lấn hỏi cái này có thể diệp tu trả lời có hơi ngập ngừng thực sự là trường giang sóng sau xô sóng trước hiện tại ngay cả suy nghĩ của một ma mới gà mờ cũng đã đê tiện thế này rồi nhưng chiêu tiếp đấy cũng không thể quá dựa dẫm vào trạng thái mù loà phải không bánh bao xâm lấn tổng kết yếu điểm đúng vậy Diệp Tu nói đã hiểu. Bánh Bao Sâm lấn tự giác học được một chiêu, vô cùng thỏa mãn. Sau đó bắt đầu luyện tập. Trong quá trình đánh quái luôn tìm cơ hội để sử dụng ném cát. Quái NPC rất ngốc, không giống như người chơi sẽ quay đầu nghiêng mặt mà né tránh phương thức đánh vô sỉ như vậy, cho nên Bánh Bao Sâm lấn vận dụng ném cát coi như không tồi. Cao thủ đại ca, bữa nào lại dẫn tụi tôi đi giết thương nhân quỷ lùn đi? Đám điền thất hỏi mấy tên này thực ra cũng tham lắm. Chuyện đó a. À? tôi đã đáp ứng giúp mưu đồ bá đạo giết rồi diệp tu nói mưu đồ bá đạo bọn người điền thất liền buồn bực ông muốn gia nhập bọn họ sao không có a à, thế thì chỉ giúp họ giết thương nhân quỷ lùn thôi diệp tu nói đánh thuê điền thất hỏi họ cũng không quá lạ với việc này những hoạt động đoàn đội như đánh phó bản cúng sẽ có người nhận đánh thuê xuất hiện nhiều trong những hoạt động của công hội hạng trung và thấp bởi vì thực lực của những công hội chung và thấp không đủ sẽ có một ít phó bản đánh không nổi vì muốn lấy được trang bị để gia tăng trình độ có lúc sẽ nhờ một vài vị cao thủ đến để giúp đỡ nhưng loại chuyện đánh thuê này khó có thể xuất hiện trong ba công hội lớn ba công hội to lớn như vậy lẽ nào không có cao thủ phó bản dạng nào mà đánh không nổi boss ra sao mà đánh không lại thực lực đoàn đội của họ đứng hàng đầu trong game nếu như cả họ cũng không đối phó nổi vậy căn bản chẳng có lính đánh thuê nào có thể giúp đỡ rồi nhưng hiện tại cao thủ đại ca thế mà lại đi đánh thuê cho cả ba công hội lớn đây không giống đang bán mình, cảm giác cứ như siêu sao chạy xô vậy, là nghệ sĩ phỏng bỏng tay thu phí được mời lên sân khấu. Đám niên thất thật sự rất hâm mộ và ghen tị, nghĩ đến ý đồ ban đầu muốn lôi kéo cao thủ đại ca vào công hội Nguyệt Luân, thực sự xấu hổ vô cùng. Ngay cả ba công hội lớn còn phải bỏ tiền mời người ta ra sân, công hội Nguyệt Luân của họ đứng hạng 50 trở xuống tại thần chi lĩnh vực, dù nhường cả vị trí hội trưởng cho cao thủ đại ca cũng chưa đủ tư cách. Đang vừa đánh vừa trò chuyện, tin nhắn nhắc nhở nhấp nháy. Diệp Tu mở ra, là của giả Vị Ương, thương nhân quỷ lùn xuất hiện rồi. Đang trong phó bản a, Diệp Tu tiếc nuối, giống nhau cả, tất cả cũng đang phó bản a, xong sẽ liên hệ sau. Giả Vị Ương nói, chương 74, nắm giữ thông tin, 12 giờ, tuy không phải toàn bộ người chơi trên cấp 20 nhưng đa số vẫn còn đang đánh phó bản. Khu mới mở được 3 ngày, mọi người vẫn tiếp tục duy trì trạng thái điên cuồng luyện cấp. Về phần những người chơi dưới 20, chưa ra khỏi Tân Thủ thôn chuyện của rừng rậm băng xương chẳng quan hệ gì với họ. Thương nhân quỷ lùn bị phát hiện lúc nào, ai phát hiện đầu tiên, rốt cuộc có bao nhiêu người chơi phát hiện, ai cũng không rõ được. Nói chung lúc bấy giờ mưu đồ bá đạo đã nhận được tin tức, lập tức báo cho thành viên trong công hội, người không đánh phó bản đã chạy đi, người còn đang phó bản thì đẩy nhanh tiến độ, Diệp Tu tự nhiên cũng được tiện thể thông báo luôn. Thương nhân quỷ lùn đổi mới rồi, chúng ta đánh nhanh một chút, tôi phải qua đó gấp. Diệp Tu bên này cũng chỉ huy đội ngũ tăng tốc, Đám điền thất đầy hâm mộ, xuống tay cũng không chậm chế, cấp tốc đánh phó bản dưới sự chỉ huy của Diệp Tu, 28 phút đã đánh xong trải ân băng xương. Sau khi ra khỏi phó bản Diệp Tu liên hệ giả vị ương, bên phía họ cũng đã phá xong bản, lúc này đang bắt đầu chạy về vị trí mà thương nhân quỷ lùn thường xuất hiện. Diệp Tu hỏi địa điểm xong liền cho quân Mạc tiếu chạy hết tốc lực, điền thất tỏ ý muốn xem náo nhiệt, Diệp Tu cũng không ngăn cản. Khu vực rừng rậm của rừng rậm băng xương là phó bản mảnh đất rộng lớn thưa thất vây bên ngoài chính là khu vực luyện cấp. Dọc theo đường đi Diệp Tu thấy không ít người chơi chạy cùng hướng với quân Mạc Tiếu. Dù sao rừng rậm băng xương không thể so với Mai Cốt Chi Địa, nơi này quần chúng đông hơn nhiều, kẻ có tham vọng đối với boss hoang dã không chỉ có ba công hội lớn, không ít công hội cũng tích cực tham dự hoạt động này, hơn nữa không thiếu những người muốn lập thành tích. Dù sao thời điểm ba công hội lớn cản tay ngáng chân nhau luôn là thời cơ tốt để lợi dụng, người biết lợi dụng điểm này không chỉ mình Diệp Tu tôi thấy ông rồi, đang chạy, bỗng nhiên nhận được tin nhắn, Diệp Tu vừa nhìn là giả vị ương, nhìn trái nhìn phải, quả nhiên thấy được tên này. Giả vị ương gửi một lời mời sang, quân Mạc Tiếu sau khi thoát phó bản cũng đã rời khỏi đội của Điền Thất, Diệp Tu đồng ý lời mời tiến vào đội nhìn thử, đây hiển nhiên là đội chủ lực của mưu đồ bá đạo, đội trưởng chính là hội trưởng của bọn họ, giả độ hàn đàm. Chào mừng quân Mạc Tiếu, giả vị ương đánh chữ trong kênh đội ngũ, gửi ra một biểu tượng vỗ tay. Bên dưới là một đám người đồng loạt vỗ tay, Diệp Tu cũng nghiêm túc, đáp lại bằng một biểu tượng ôm quyền chào hỏi. Hai bên hội tụ, trực tiếp giao lưu bằng giọng nói. Người nhiều quá á, Diệp Tu nói, ừ, lần này không chỉ riêng ba công hội lớn, người đến góp vui cũng nhiều lắm. Ngoại trừ Trung Thảo Đường cùng Lam Khê Các, còn có công hội nào có sức cạnh tranh cao không? Diệp Tu hỏi, Gia Vương Triều, Luân Hồi, Yên Vũ Lâu, Đạp Phá Hư Không, Bách Hoa Cốc, Hồ Khiếu Sơn Trang, Một độ được rồi được rồi diệp tu phát hiện giả vị ương có xu hướng nói không ngừng nghỉ chỉ là thương nhân quỷ lùn mà thôi người có năng lực giết nó thật sự quá nhiều giả vị ương nói cục diện phức tạp như vậy ông cảm thấy điểm mấu chốt nhất là gì quân mạc tiếu hội trưởng giả độ hàn đàm tới hỏi thù hận diệp tu gãi đúng chỗ ngứa bên nào chiếm được thù hận ổn định của quỷ lùn bên đó liền chiếm được thế chủ động nhưng ông cũng biết kéo chặt được thù hận của nó tương đương với việc kéo tất cả thù hận của toàn bộ người chơi ở đây. Dạ độ hàn đàm nói, thế nên người kéo thù hận không thể chỉ có một người. Diệp Tu nói, không thể chỉ có một, đúng, lập một đội DPS bạo lực, phải khống chế được lực công kích phát ra, đảm bảo bất luận lúc nào ở đâu hay ai, chỉ cần nghe được mệnh lệnh là có thể lập tức OP được ngay. Diệp Tu nói, ông rốt cuộc ưa thích đội bạo lực nhiều đến cỡ nào. Dạ vị ương chọc nguấy, thế sẽ chết rất nhiều người nhỉ. Dạ độ hàn đàm nói, nếu lợi dụng hết mức địa hình của khu rừng, chưa chắc chết nhiều. Diệp Tu nói, cụ thể phải làm nào? Dạ độ hàn đàm hỏi, cho tôi 5 DPS có vũ khí tím trên cấp 20. Không thành vấn đề chứ? Diệp Tu nói, không thành vấn đề, đội này ai cũng có vũ khí tím hết. Dạ độ hàn đàm nói, vũ khí của tôi là cam đó. Dạ vị ương khoe khoang, mục sư xin hãy tự trọng. Diệp Tu nói, muốn những nghề gì? Dạ độ hàn đàm hỏi. Toàn bộ đều tấn công từ xa là tốt nhất." Diệp Tu nói, "Tôi gọi người." Dạ Độ Hàn Đàm nói, hiển nhiên đội của hắn không thể nào mang đủ cả năm người chuyên tấn công xa được. Người lập tức đến, Dạ Độ Hàn Đàm sau khi liên hệ xong liền nói, "Thông tin về vũ khí, chờ." Dạ Độ Hàn Đàm lại đi thu thập thông tin, sau đó gửi từng cái đến. Hệ xạ thủ hoàn toàn là nghề chuyên đánh xa, ngoài ra hệ pháp sư và quỷ kiếm sĩ cũng có khả năng đánh xa nhất định. Năm người mà Dạ Độ Hàn Đàm triệu tập đến ba người hệ xạ thủ, lần lượt là thiện xạ, bậc thầy pháo súng và chuyên gia thuốc súng, hai người còn lại là pháp sư nguyên tố cùng quỷ kiếm sĩ, trang bị phù hợp chức nghiệp phối hợp với vũ khí tím. Diệp Tu nhìn qua nhìn lại xong, hỏi cấp kỹ năng thế nào. Dạ Độ Hàn Đàm lại chạy đi hỏi, chỉ chốc lát liền nói sơ qua kỹ năng của năm người. Trên người có, anh hai, anh muốn biết gì thì làm ơn nói một lượt luôn đi. Dạ Độ Hàn Đàm rơi lệ đầy mặt, mình là hội trưởng đó, chạy tới chạy lui cứ như thư ký ấy, sao có thể như vậy chứ? Chủ yếu là tôi muốn nắm rõ năng lực công kích của năm người này thôi. Diệp Tu nói, ông phải nói sớm á, tôi bảo họ xem thông tin cá nhân không phải là biết ngay ư. Dạ độ hàn đàm khóc, năng lực công kích, không phải lực công kích, vũ khí có hiệu quả đặc biệt gì, trang bị có kỹ năng phụ trợ không, sát thương của kỹ năng là bao nhiêu, mấy cái này trên trang cá nhân có hả? Diệp Tu nói, anh hai, em sai rồi, Dạ độ hàn đàm rơi lệ đầy mặt lại chạy đi hỏi. Sau khi hiểu rõ trang bị, Diệp Tu nói, hiểu rõ mấy thứ này rồi, thông tin cá nhân còn cần dùng ư. Không cần ư, dạ độ hàn đàm hoàn toàn không biết những lời này rốt cuộc là câu nghi vấn hay câu hỏi tu từ, hắn chỉ đành hỏi lại. năm người mau đến vị trí, Diệp Tu nói, ông giữ đội DPS này, tụi tôi thì sao? Dạ độ hàn đàm hỏi, đội của tụi tôi phụ trách kéo thù hận, mấy ông mới là đội DPS chủ yếu, diệp tu nói dạ độ hàn đàm rơi lệ mình cứ như ma mới ấy làm sao đây làm sao đây nhìn kia thương nhân quỷ lùn diệp tu hỏi thăm tin tức trên đường đi nhân vật của mọi người vẫn không ngừng đi tới lúc này cũng đã tới nơi rồi chỉ thấy cảnh tượng trong rừng vô cùng náo nhiệt người chơi đang kêu la bắt lấy thương nhân quỷ lùn toàn thân thương nhân quỷ lùn này cũng xanh lè nhưng khuôn mặt không xảo quyệt như lũ quỷ lùn trong rừng hay trong phó bản con này trông vô cùng hiền hậu sau lưng xách theo một cái túi cực bự đang chạy trốn trong rừng. Thường xuyên đưa tay sờ vào chiếc túi phía sau, lấy ra một món đạo cụ rồi ném đi. Pháo, lựu đạn, chai cháy, gạch, chai rượu. Cái nào cũng có, nhìn qua tình hình thì có thể thấy được thương nhân quỷ lùn bị người chơi phát hiện cách đây không lâu, chỉ ít lúc này còn chưa hình thành vòng vây hiệu quả gì. Thương nhân quỷ lùn dẫn dắt cả đội ngũ, trong miệng lầm bầm loại ngôn ngữ mà người chơi nghe không hiểu. Sau khi ném ra một cái chai cháy làm giấy lên biển lửa xong, thương nhân quỷ lùn nhẹ nhàng nắm lấy một nhánh cây bay vọt lên. Một đường kiếm quang xẹt qua trong khu rừng tờ mờ tối, kiếm khí làm cho lá khô trên mặt đất bị cuốn lên, bay lả tả, thương nhân quỷ lùn đang bay giữa không trung bị một kiếm chuẩn xác này chém trúng, rơi xuống đất. Kỹ năng của kiếm khách rút đao chảm, phía sau cây xuất hiện một người, Lam Hà, chương 75, cướp quái bại hoàn toàn, Lam Hà quả thực được xem như một cao thủ hiếm có rồi. Một chiêu rút đao chảm này chuẩn xác, đúng chỗ, người chưa tới, đao tới trước giữa không trung cho thương nhân quỷ lùn một phát truy kích trên không vô cùng đẹp mắt nếu đổi lại là bọn người điền thất sợ rất khó đánh ra một đao thế này lam hà lại tiếp tục sử dụng tam đoạn chảm đây là một kỹ năng vừa công kích vừa di chuyển của kiếm khách nhân vật nhanh chóng lướt lên quỷ lùn chưa kịp hoàn toàn rơi xuống đất đã bị ba đường kiếm quang xoẹt 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 ba dòng máu văng tung tóe đâm xéo lên lam hà lại vung một kiếm ra chuẩn bị đâm móc quỷ lùn giữa không trung chợt bên cạnh xuất hiện một cây chiến mâu có hình dạng kỳ quái lam hà vừa thấy chiến mâu quái lạ nọ đã căng thẳng trong lòng vừa chuyển góc nhìn xem thử quả nhiên là quân mạc tiếu một kiếm một mâu đồng thời đâm về phía thương nhân quỷ lùn kiếm nhanh mâu dài ai sẽ tới trước là mình sao lam hà cảm thấy lúc mũi kiếm của bản thân đâm vào cũng là lúc đầu mâu nhọn của quân mạc tiếu vừa trúng quỷ lùn trúng đòn nọ nên bị móc cao hơn trước chiến mâu đâm tới thương nhân quỷ lùn lập tức bị kéo thành nửa vòng tròn trực tiếp bị Quân Mạc Tiếu ném ngã bên cạnh hắn. Viên Vũ Côn, kỹ năng của hai người đều trúng thương nhân quỷ lùn, tiếc rằng Quân Mạc Tiếu lại dùng một kỹ năng thuộc loại bắt lấy, thương nhân quỷ lùn vừa bị ném ngã, hắn đã chặn trước người Lam Hà. Khuôn mặt của Quân Mạc Tiếu ngay trước mắt mình, nhưng ánh mắt của nhân vật luôn trống rỗng như thế, Lam Hà chẳng biết lúc này Quân Mạc Tiếu đang nghĩ gì, cậu chỉ biết bản thân mình rất bình tĩnh, không hề trần chờ, không chút do dự, chém ngang một phát về phía Quân Mạc Tiếu quân mạc tiếu nhảy cao về phía sau tránh một kiếm này nhảy đến phía sau lưng thương nhân quỷ lùn đang nằm đo đất đột nhiên sử dụng thiên kích đâm móc thương nhân quỷ lùn lên tiếp đấy là chiêu lạc hoa trưởng oành lên người thương nhân quỷ lùn thương nhân quỷ lùn bay ra đâm bổ về phía lam hà quá nhanh lúc này tự mình đối địch cùng quân mạc tiếu lam hà rốt cuộc trải nghiệm được thao tác của người này nhanh đến cỡ nào vào lúc sử dụng thiên kích hắn đã nhảy lùi xong rồi ư trên không trung vẫn có thể chính xác đâm móc thương nhân quỷ lùn đang ngã xuống đất sao. Chiêu lạc hoa trưởng tiếp đấy còn kỳ quái hơn, khi đó thương nhân quỷ lùn đã bị móc lên cao rồi ư. Nếu như vẫn ở trạng thái ngã xuống đất, lạc hoa trưởng không thể nào đạt được hiệu quả quét đất. Quét đất là một loại công kích trên không của vinh quang. Chủ yếu nhằm vào mục tiêu đang rơi xuống đất mà đánh. Lạc hoa trưởng là một kỹ năng công kích thẳng về phía trước, nếu mục tiêu ngã xuống đất sẽ không thể dùng được. Trước thi triển một chiêu thiên kích, chính là để thương nhân quỷ lùn đang ngã xuống đất bước vào trạng thái lơ lửng trên không, như vậy mới có thể dùng lạc hoa trưởng đánh chúng nó. Trong mắt Lam Hà, chỉ cảm thấy chuyện quân mạc tiếu nhảy lùi lại dùng thiên kích rồi lạc hoa trưởng là nhanh đến không tưởng nổi, cậu vốn chẳng thấy rõ có đâm móc lên được hay không, có hoành chúng hay không, kết quả thương nhân quỷ lùn đã bay đến bên người. Dù sao thực lực của Lam Hà cũng không tầm thường, thương nhân quỷ lùn sắp va vào người, cậu đã vội vàng ra ngay đỡ đòn. Quỷ lùn va chúng thân kiếm, Lam Hà bị trượt về sau một bước, nhưng người không hề bị cú va chạm này làm cho té ngã trên đất. Lúc này trọng điểm không phải đối phó với quân Mạc Tiếu, mà là cướp được thương nhân quỷ lùn. Suy nghĩ của Lam Hà cũng cực kỳ rõ ràng, nhưng cậu lại không có kỹ năng nào có thể nắm quỷ lùn ném sang một bên, kéo dài khoảng cách với quân Mạc Tiếu như viên vô côn. Lam Hà chỉ đành ra tăng sát thương, lập điểm thù hận để thương nhân quỷ lùn tự giác quay về phía mình. Lên rồi xuống, ngân quang lạc nhẫn Tiếc rằng kiếm khách ngay lúc này cũng là một nghề không có kỹ năng quét đất nào. Kết quả vừa mới nhảy lên kiếm còn chưa kịp rút ra, đã thấy một đường kiếm quang vung tới, tốc độ không so được với Lam Hà, nhưng bá đạo có thừa. Lam Hà chỉ thấy một dòng máu văng ra từ trước ngực, bị chém bay ngược về giữa không chung, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không thể thế được. Cậu tận mắt chứng kiến, khi quân mạc tiếu thi triển rút đao chảm, không hề thay đổi vũ khí trong túi, mà là trực tiếp rút ra một lưỡi dao sắc bén từ phần đuôi của cây chiến mâu kỳ quái kia, kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, khi Lam Hà nhìn lại thì thanh kiếm trong tay quân Mạc Tiếu đã không còn, chẳng lẽ bản thân hoa mắt sao? Lam Hà tin rằng mình không hề nhìn nhầm, nhưng cậu hoàn toàn không rõ trước mắt vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Lam Hà không bị ngã, khi rơi xuống đất trong phút chốc liền lăn mình, lợi dụng kỹ thuật chịu thân tránh cho bị ngã xuống đất. Lúc này lại cách xa thương nhân quỷ lùn một đoạn, Lam Hà vội vàng chạy nhanh về trước. Ầm, một tiếng ầm vang lên, Lam Hà lại bị bắn bay ra ngoài. Ngoá, Lam Hà thầm mắng, lúc này là sai lầm của chính cậu, chỉ lo tiếp cận thương nhân quỷ lùn, đã quên boss khi ngã xuống đất sẽ tạo thành sóng xung kích gây chấn động đất, bằng không khi bị ngã sẽ bị vây ngay lập tức chứ đừng mong đứng lên. Sóng xung kích khiến Lam Hà bị bắn bay, cậu lại chịu thân tránh cho ngã xuống. Nhìn quân mặc kiếu thuần thục né tránh sóng nọ, lúc này hắn đã vào tới trước mặt thương nhân quỷ lùn trực tiếp một chiêu quăng ném đã ném thương nhân quỷ lùn ra xa hơn. Bên kia, vài người chơi của mưu đồ bá đạo đã đồng thời tiến lên. Trong trận tranh cướp boss ngắn ngủi đó, Lam Hà hoàn toàn thất bại. Nhưng cậu biết vẫn chưa kết thúc đâu, những người ở đây, bao gồm Lam Khê Các, sẽ tuyệt đối không để mặc mưu đồ bá đạo tùy tiện giết thương nhân quỷ lùn. Người còn chưa tới sao? Sau khi Diệp Tu khống chế quân Mạc Tiếu lao vào giữa trận của mưu đồ bá đạo, sau khi đánh đấm mấy cái ổn định thù hận của thương nhân quỷ lùn lên người mình trước liền mở miệng hỏi một câu. Sắp đến rồi, dạ độ hàn đàm còn sốt ruột hơn cả Diệp Tu, thương nhân quỷ lùn đã đưa tới, đội hình mà Diệp Tu cần còn chưa tới. Trong đội của hắn ta chỉ có mỗi chuyên gia thuốc súng và pháp sư nguyên tố là hợp yêu cầu của Diệp Tu, đang tăng sát thương với thương nhân quỷ lùn dưới sự chỉ huy của Diệp Tu. Phần lớn người chơi cũng đã vào tới bên này, có điều nhìn thấy thương nhân quỷ lùn lúc này đang rơi vào tay của mưu đồ bá đạo, nhiều người thoáng chút trần chờ. Suy nghĩ không phải là buông tha boss, mà là hy vọng sẽ có chim đầu đàn sông vào, dù sao trong lòng mỗi người chơi không hề muốn trực tiếp xung đột với mưu đồ bá đạo. Thế nhưng không phải tất cả người chơi đều e dè mưu đồ bá đạo, người của Lam khê các tuyệt không sợ. Sự kiện huyết xả thủ rõ rành rành trước mắt, sự do dự của ba nhà đã làm hỏng chuyện, cứ trước lo sau sợ. Lam Hà lúc này đây vô cùng quyết đoán, không cần suy nghĩ, dẫn đầu sông tới. Người chơi thuộc Lam Khê các phía sau cậu cũng đúng lúc hơn 10 người, không hề chênh lệch với số người của mưu đồ bá đạo. Tản ra, Diệp Tu ra lệnh một tiếng, người của dạ độ hàn đàm theo vị trí do hắn bố trí mà tản ra bốn phía. Thương nhân quỷ lùn lại bị một chiêu lạc hoa trưởng của quân Mạc Tiếu hung hăng đánh bay, hai vị chuyên gia thuốc súng và pháp sư nguyên tố đã chạy ra hai bên trái phải, toàn thân ẩn nấp sau cây, thời gian đóng băng của kỹ năng vừa hết, sẽ bất chợt ngóc đầu ra ném chiêu vào thương nhân quỷ lùn. Dạ độ hàn đàm dẫn đầu một đám cận chiến, cũng không lại gần vây đánh, chỉ chú ý vị trí di chuyển. Thương nhân quỷ lùn này vừa chạy sang một cây nào đấy, phía sau thân cây sẽ thường có người bất chợt ngóc đầu ra đấm ra một quyền hoặc vung đến một đao. Lam hà há hốc mồm, cậu chưa từng thấy cách đánh boss như thế này bao giờ. chương 76, khống chế vị trí di chuyển của boss. Trong rừng cây, Lam Hà cơ hồ chỉ nhìn thấy thương nhân quỷ lùn vỉnh mông khiêng túi lớn đuổi theo bóng dáng của quân Mạc Tiếu, những người khác thuộc mưu đồ bá đạo lúc này đều tụ tập bốn phía ẩn sau cây thành công bắn lén thương nhân quỷ lùn này cũng thật là đối mặt với người chơi bình thường thì vừa nhún vừa nhảy lôi đồ từ trong túi ra chọi người khác phóng khoáng biết bao sao đối mặt với quân mạc tiếu liền lao lực như vậy vừa rồi ném một quả lựu đạn đi nhưng bị quân mạc tiếu giữa trên không hất ngược về nổ ngay trên đầu nó thật đúng là ngu ngốc mày dùng lựu đạn hẹn giờ gì chứ mày phải dùng lựu đạn kích nổ ấy mặc dù như thế nhưng có thể đánh chính xác lựu đạn bị ném sang quay trở về trên đầu thương nhân quỷ lùn quân mạc tiếu không chỉ mau mà thao tác cũng thật chuẩn lam hà bên này vừa điên cuồng đuổi theo vừa cảm khái hết mức quân mạc tiếu dù sao cũng dẫn thương nhân quỷ lùn vừa đánh vừa chạy tốc độ không hề phát huy hết mức lam hà mang người theo rất nhanh có thể đuổi kịp phía sau bọn người lam khê các là đủ loại người chơi theo sát đuôi tự cho mình là chim sẻ làm sao lam hà không biết đám sau mông mình là loại gì nhưng bài học tàn khốc trận huyết xạ thủ còn đấy, nếu không tiến lên sẽ chừa chỗ trống cho mưu đồ bá đạo chui vào. Thiên Thành, ông đi lên trước ngăn hắn lại." Lam Hà nói, "Vì sao là tôi?" Thiên Thành buồn bực, "Ông là pháp sư chiến đấu, ông không đi thì ai đi?" Có huyễn văn gia tăng trạng thái, tốc độ của pháp sư tăng cao hơn người một bậc. Còn Tiểu Hải kia, Tiểu Hải mà Thiên Thành nhắc đến cũng là một pháp sư chiến đấu. Kỹ thuật của ông tốt, Lam Hà cũng không sợ làm tổn thương Tiểu Hải trình độ của thiên thành là thứ được công nhận. Ở trong mắt tên kia, kỹ thuật của tôi cũng chỉ là mây trôi. Thiên thành nói, ông mới cùng hắn đấu có mấy lần nhỉ. Lam Hà nói, tôi không tin ông không nhận ra thao tác khủng bố của hắn. Thiên thành nói, được rồi ngăn miệng gì nữa, đã đuổi kịp rồi. Lôi minh điện quang châm chọc, lúc hai tên này tranh chấp thì thương nhân quỷ lùn đã vào tầm ngắm của mình. Lôi Minh điện quang sải bước tiến lên thi triển pháp thuật liệt diệm chấn động. Pháp sư muốn đánh chúng mục tiêu cũng không dễ dàng, phải quen thuộc thời gian pháp thuật phóng thích, phán đoán chính xác hướng đi và tốc độ của mục tiêu, suy tính chắc chắn trước vị trí của mục tiêu, lôi minh điện quang là một cao thủ, những mặt này cũng không hề kém, phạm vi liệt diệm chấn động lại lớn, tỷ lệ chúng sẽ cao. Lúc này chuẩn xác chọn vị trí phóng phép cách 3 lần cỡ thân thể phía trước thương nhân quỷ lùn, thanh thời gian ra chiêu hiện ra. Thuốc súng, lúc này Diệp Tu ở trong đội ngũ gửi đến một tin. Kênh đội ngũ hoàn toàn sạch sẽ, mọi người sợ ảnh hưởng tới Diệp Tu chỉ huy. Chuyên gia thuốc súng nhìn thấy gọi mình liền không nhiều lời, viên đạn mang thuộc tính ánh sáng đã lên đạn từ lâu, nâng súng bắn ra. Viên đạn mang thuộc tính ánh sáng chấp động điện quang, phát ra âm thanh đùng đùng, tức thì bắn xuống người thương nhân quỷ lùn. Thương nhân quỷ lùn bị giật điện, cả người run rẩy, sau khi hơi ngây người, đột nhiên chạy về phía một thân cây bên trái. Định mệnh, lôi minh điện quang trợn mắt há mồm, cậu ta đã niệm phép xong rồi, mắt thấy một cái liệt diệm chấn động có thể phụ thương nhân quỷ lùn lên trời, chiêu hoàn mỹ này có thể giúp họ tranh thủ được hai giây ai ngờ con thương nhân quỷ lùn ngốc nghếch này thế mà đột nhiên thay đổi mục tiêu thù hận chạy về phía khác liệt diệm chấn động thăng hoa dữ dội lại trả chúng ai có trình độ không vậy có biết chơi không hả thời điểm mấu chốt thì cái đồ gà mờ nhà mày lại âu ti lôi mình điện quang tức giận đến dậm chân mắng mỏ cái cây bên kia ồn ào muốn chết một người chơi lưu manh trong lam khê các nói một câu sau đó nâng tay ném một viên gạch ra ném gạch tuy rằng sẽ làm tất cả hiệu quả của cục gạch giảm phân nửa nhưng lúc này là ném về phía ót của quỷ lùn đang chạy tỷ lệ tăng lên một nửa cho nên tỷ lệ gây choáng váng cũng rất cao có thể tranh thủ một chút thời gian ai ngờ gạch bay tới giữa không trung chợt nghe một tiếng súng vang đùng cái đã bắn gạch bể nát một đống vụn gạch rơi xuống người chơi lưu manh cũng trợn mắt há mồm hóa người chơi lưu manh kêu lên gặp ma hả lừa nhau hả mưu đồ bá đạo có cao thủ như thế sao không có người trả lời hắn ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía trước thứ cổ quái trong tay quân mạc tiếu, nó đang tỏa ra khói súng. Chú ý vũ khí kia của quân mạc tiếu, Lam Hà nói với mọi người, có chuyện kỳ lạ, tạo hình, không, Lam Hà nhất thời không tìm ra từ để hình dung, trước tiên bắt được thương nhân quỷ lùn đã rồi nói sau. Có người nói, tuy rằng hai người tiến lên ném kỹ năng cản trở thương nhân quỷ lùn đều thất bại, nhưng người chơi của Lam khê các cách thương nhân quỷ lùn càng ngày càng gần, Ai ngờ ngay vào lúc thương nhân quỷ lùn chạy tới cái cây kia, người xuất hiện không phải là chuyên gia thuốc súng mà là một nhu đạo, nắm thương nhân quỷ lùn kia ném sang cho quân mạc tiếu. Nhu đạo là người chơi chuyên về bắt lấy, các loại hiệu quả đều được gia tăng. Cú quăng ném này còn mau hơn so với quân mạc tiếu thường làm. Người chơi của Lam Khê các chạy nhầm đường nhiều lần, tất cả giận đến sôi máu. Kết quả bên kia quân mạc tiếu đã sớm nghênh đón boss, ném hai ba cái công kích đã kéo thù hận của thương nhân quỷ lùn về lại là viên vũ côn lại là quăng ném chớp mắt thì khoảng cách giữa thương nhân quỷ lùn và người chơi của lam khê các lại ngày càng kéo dài đợi chút hệ châu nhìn ra được mánh khóe âu ti vừa rồi có lẽ không phải ngoài ý muốn là bọn họ bố trí là cố ý hệ châu nói ông nói cái gì tất cả mọi người giật mình họ muốn dùng phương thức đó chủ động không chế vị trí di chuyển của quỷ lùn sau đó tránh đi truy kích của chúng ta thừa cơ bắt mất thương nhân quỷ lùn hệ châu nói chuyện này sao có thể làm được? cả đám ngỡ ngàng, sự thật ngay trước mắt. hệ châu nói là quân mạc tiếu toàn bộ nhờ hắn chỉ huy. lam hà nói giờ phải làm sao? có người hỏi hai người một tổ tản ra đánh tan sắp xếp của chúng. lam hà nói đám kia hẳn không thừa cơ chiếm tiện nghi nhỉ? hệ châu lo lắng nhìn phía sau đám hỗn tạp kia chẳng có thành tựu gì đâu. lam hà nói sao vẫn không thấy người của trung thảo đường tới? hệ châu nói xa tiền tử giác rời kia hay chơi xấu thứ này thì phải đề phòng. Người của chúng ta đâu, sao còn chưa tới a? À? Lam Hà nôn nóng, Lam Khê Các của họ không lẽ chỉ có mười mấy người như bọn họ á? Người của Trung Thảo Đường đến kia, vào lúc này hệ châu lại bất chợt phun ra một câu như vậy. Lam Hà nhìn về phía trước, quả nhiên, đối diện trong rừng một đống bóng người nhấp nhô, tên trên đỉnh đầu tuy không nhìn thấy rõ, nhưng Lam Hà bằng vào kinh nghiệm tiếp xúc nhiều năm của mình, nháy mắt đoán được là ai đi của Trung Thảo Đường. Bọn họ đang chặn đường lui, Hệ Châu nói, xa tiền tử rác rưởi này chắc chắn đã nhận được tin từ nội gián. Lam Hà khinh bỉ, thừa lúc bọn họ ngăn cản quân Mạc Tiếu, chúng ta cướp boss về. Hệ Châu nói, lên, Lam Hà quát, chương 77, trực tiếp bay qua. Sau có người của Lam Khê Các đuổi tới, trước lại đột nhiên xuất hiện người của Trung Thảo Đường, mưu đồ bá đạo lập tức rơi vào cục diện khốn đốn bị bùa vây hai đường. Nguyên Tố, Diệp Tu vội hô lên, Pháp Sư Nguyên Tố vội vàng ném một hỏa diễm bạo đàn qua, lại một lần âu ti không thể nghi ngờ nữa thương nhân quỷ lùn chạy về phía pháp sư nguyên tố quả nhiên là cố ý lam hà có thể hoàn toàn khẳng định rồi chuẩn bị chạy theo hướng đông ra để thoát khỏi thế gọng kìm ư hệ châu đoán hướng đông lam hà dẫn đội chạy xuyên về hướng đông chuẩn bị đoạt trước một bước gặp người của mưu đồ bá đạo thì đừng nhường gì cả lam hà ra lệnh tuyệt đối sẽ không mọi người đồng lòng tỏ thái độ đội ngũ chạy xuyên về phía động tất cả đều lưu ý đằng sau mỗi thân cây hy vọng có thể bắt được một tên mưu đồ bá đạo để làm nóng người kết quả suốt dọc đường chỉ bắt được đám tiểu quái quỷ lùn bình thường một người chơi của mưu đồ bá đạo cũng không thấy bắt gặp người của mưu ngư đồ bá đạo xuất hiện ngẫu nhiên còn viễn vông hơn cả thương nhân quỷ lùn lam khê các thay đổi hướng đi bên trung thảo đường cũng không chịu thua kém cũng chạy về hướng đông như lam khê các hai nhà này đều thay đổi hướng đi hệ châu lập tức ngẩn ra không phải dương đông kích tây chứ lam hà cũng thấy không thể khinh thường ông mang theo vài người vòng ra hướng tây hệ châu vội vàng chọn vài người chơi người của lam khê các chia làm hai đường một ở hướng đông chặn lại một ở hướng tây chuẩn bị chặn lại trung thảo đường cũng lập tức hành động y chang phân ra một đám chạy xuyên về hướng tây người không biết gì sẽ nghĩ hai nhà này nhất định là một phe nhưng trên thực tế chẳng đúng chút nào hai nhà chỉ ước sao nhà đối thủ phán đoán sai lầm Thương nhân quỷ lùn chạy về phía Pháp Sư Nguyên Tố đột nhiên bị trúng một cú đánh lui từ phía sau cây, trượt dài một đoạn, sau đó một tiếng súng vang lên, quỷ lùn thương nhân lại trần chờ xoay người. Quả nhiên là Dương Đông kích Tây, người chơi của Lam Khê Các và Trung Thảo Đường thấy màn này đều nghĩ như vậy, hơn nữa họ còn nhìn thấy thương nhân quỷ lùn đang chạy về phía quân Mạc Tiếu đứng trước đấy. Địch mẹ, ai cũng không ngờ người giữ thù hận sau Âu Ti lại là quân Mạc Tiếu, mà tên này còn kiên quyết chạy về phía Bắc nữa, tuy trung thảo đường vừa mới chia quân về phía đông tây nhưng tụ lại ngăn đón địch vẫn kịp tiếp tục chạy như vậy còn chẳng phải là đụng phải tường sắt sao hắn định dở cho gì người chơi đều đang cân nhắc suy nghĩ của quân mạc tiếu chắc hẳn sẽ thay đổi lộ tuyến nữa nhỉ có người nghĩ mà trung thảo đường tự hỏi vấn đề này còn nghiêm túc hơn tất cả dù sao bọn họ cần phải tiến lên ngăn cản đông hoặc tây hay đứng nguyên tại chỗ đợi rốt cuộc xa tiền tử đành chia người thành ba đường gã không thể không phòng bị từng đường không còn cách nào khác, bên đối phương muốn OT liền OT, muốn thương nhân quỷ lùn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, bọn họ đành phải phòng bị cả ba hướng. Sẽ là bên nào chứ? Mọi người ôm nghi vấn như thế dí mắt nhìn quỷ lùn chạy, kết quả bọn họ không nhìn thấy bất kỳ biến hóa gì, chỉ nhìn thấy quân mạc tiếu dẫn thương nhân quỷ lùn bay thẳng tới Trung Thảo Đường đang đứng chặn ngay trước mặt. Trung Thảo Đường ở đấy có hơn 10 người, lập tức tản ra thành hình quạt mà xông tới, người chơi hệ xạ thủ có thể đánh xa cũng đã bắt đầu rút súng bắn tỉa, pháp sư bắt đầu ném phép. Quân Mạc Tiếu đột nhiên nhảy lên, nhóm xạ thủ vội vàng điều chỉnh điểm hồng tâm, kết quả lại nhìn thấy quân Mạc Tiếu xoay 180 độ trên không, quay mông về phía họ. Mông thì mông luôn, nhóm xạ thủ cũng bất chấp hết, con trỏ đều nhanh chóng ngắm bắn. Một tiếng súng vang, nhóm xạ thủ trong lòng bội phục, ai nhanh thế đã ngắm chúng rồi. Thao tác quá dữ, sau đó bọn họ nhìn thấy quân Mạc Tiếu lướt phù về phía chân trời. Ngoá, hắn phi súng, nhóm xạ thủ sợ hãi kêu lên, khi phản lực của phi súng càng lớn, bay càng nhanh, súng trường quân Mạc Tiếu sử dụng lần này ít nhất là trên cấp, nhóm xạ thủ dơ súng nổ bang bang, kết quả chẳng chúng ai, mục tiêu di động quá nhanh, không thể nắm giữ. Mông của quân Mạc Tiếu chớp mắt đã bay đến đỉnh đầu họ, tiếp đấy cả đám chỉ thấy quân Mạc Tiếu xoay người lại. Tia sắc bén chợt lóe, quân Mạc Tiếu rút kiếm giữa không trung. Ngân quang lạc nhẫn, tránh mau, người chơi kiếm khách nhắc nhở đoán không sai, một đường sáng bạc từ trên không hạ xuống, đúng là kỹ năng ngân quang lạc nhẫn của kiếm khách. Hơn 10 người này của trung thảo đường cũng không phải hạng soàng, nhao nhao nhảy lên, ánh bạc nọ rơi xuống đất, tạo nên một vòng sóng quang nho nhỏ, hơn 10 người lại nhảy khỏi vòng tròn. Lên, người nào đó giống to một tiếng, sau khi ánh sáng biến mất, hơn 10 người lại lập tức xông tới. Quân mạc tiếu vùng ô thiên cơ, mặt ô lộn ngược, nhưng không giữ hình thái chiến mâu. Bộ phận nan ô sau khi bị lộn ngược đột nhiên gặp lại 1 phần 3, 2 phần 3 phía trên liền cong xuống, tựa như một chiếc lưỡi hái. Cùng lúc đó phần cán ô chợt thụt ra, tựa như có thanh kiếm sắc bén đang được rút khỏi, nhưng rút được 2 phần 3 đã dừng lại, cuối cùng chỉ là kéo dài phần cán ô thêm một đoạn. Tất cả biến hóa này diễn ra trong chớp mắt, người chơi vây quanh chỉ cảm thấy hoa mắt, vũ khí của quân Mạc Tiếu đã thay đổi hình dạng. Thoạt nhìn trông chẳng ra gì, nhưng tạo hình của vũ khí này. Tay vung lên, Ô Thiên Cơ vẽ trên đất một vòng tròn 360 độ bao lấy hắn. Ngay lúc điểm bắt đầu nối vào điểm kết thúc, vòng tròn nọ chợt lóe lên ánh sáng xanh thẳng. Ngoá, thăng thiên trận, có người chơi gào lên, cả đám đang vây quanh tránh không kịp lần này. Vòng tròn xanh thẳng nọ đột nhiên khuếch tán ra ngoài, một cột sáng xanh nhạt chợt dâng cao, hơn 10 người chơi vừa hay đạp phải phạm vi vòng tròn, né tránh không kịp, bị ánh sáng xanh tung lên không trung. Kỹ năng của thầy trừ tà thuộc hệ thánh chức, thăng thiên trận, Hiệu quả kỹ năng là khiến người chơi nằm trong phạm vi Thăng Thiên trận bị pháp thuật gây thương tổn và bị lơ lửng giữa trời. Khi cả đám lơ lửng xong, rất xuống đất như sủi cảo thì quân Mạc Tiếu đã sớm thoát khỏi vòng vây của họ, có vài người lúc ở trên không vẫn cố gắng tấn công quân Mạc Tiếu, nhưng tấn công ở trạng thái lơ lửng cần một góc nhìn đối diện nhau, muốn tìm đúng hướng để công kích khi mà cả địch và ta đều đang di động không ngừng cũng chẳng phải thao tác đơn giản, không phải ai cũng làm được. Đến cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể công kích xuông mà chẳng có chút uy hiếp nào. Sau khi rơi xuống đa số đều thực hiện thành công thao tác chịu thân, thể hiện tố chất vượt trội của người chơi chung thảo đường. Kết quả khi những người bị té đều đứng cả lên thì đã thấy một quả lựu đạn nằm chính giữa họ. Buông một tiếng, hơn 10 người lại bị nổ đến ngã trái ngã phải, giữa cuồn cuộn khói bom, thương nhân quỷ lùn khoác túi thong rong lướt qua cả đám. Mọi người rơi lệ đầy mặt, thù hận của thương nhân quỷ lùn không thể nào trên người họ được, quả mìn kia cũng không phải ném họ nhưng rõ ràng là quân mạc tiếu cố ý dụ thương nhân quỷ lùn ném về hướng này. Thương nhân quỷ lùn này sao lại nể mặt nhau thế chứ? Nãy mày ném gạch thôi không được hả? Cứ cố tình ném lựu đạn có phạm vi sát thương rộng chi vậy? chương 78, bị buộc phải bó tay. Hơn 10 người vừa ngã trái ngã phải chưa kịp điều chỉnh tốt tâm trạng, đã thấy hơn 10 người chơi đang núp lùm sau cây của mưu đồ bá đạo di chuyển, như ẩn như hiện cùng tiến lên. Đến gần bọn họ còn thừa cơ chiếm lợi, ném chút mìn quăng chút phép này nọ, Tiếp đấy mới không thèm lãng phí thời gian nữa, tiếp tục đuổi theo thương nhân quỷ lùn, dù sao đây mới là mục đích thực sự khiến nguyên đám tụ tập ở đây. Lại tiếp tục ngã trái ngã phải khiến 10 người kia buồn bực á, đang điều chỉnh tâm trạng lần nữa, đoàn người của Lam Khê Các đã gào giết chạy tới. Đồ vô dụng, thật sự quá vô dụng, Lam Hà không hề lưu tình chút nào lên án mạnh mẽ những đối thủ cạnh tranh này, rồi sau đấy cũng điều khiển đám đàn em tranh thủ đánh đánh chiếm chút lợi, chém hai kiếm quăng vài phép. Đáng thương cho hơn 10 tên trước sau đều bị lăn qua lăn lại này, có người xui xẻo, trông khá thu hút công kích nên bị chiếm lợi rất nhiều, trực tiếp ự hự rồi tạch luôn. Sa tiền tử tức chết, boss không ngăn được, kết quả còn bị người ta mượn gió bẻ măng, trực tiếp gửi tin sang cho Lam Hà, lũ cầm thú tụi bay. Mấy ông quả thực vô dụng, thế mà cũng không ngăn được. Lam Hà đáp, địch mẹ tụi bay đến sớm gần nửa buổi, chẳng phải cũng éo có biện pháp hả? Sa tiền tử đáp trả, như nhau thôi như nhau thôi lam hà gửi lại sau đó cả hai đều im lặng trong lòng dâng trào cảm giác nặng nề lạ thường phía trước thương nhân quỷ lùn trúng đạn càng ngày càng nặng hiển nhiên viện binh của mưu đồ bá đạo cũng dần vào vị trí rồi mỗi khi đám lam hà đuổi đến đều bị mưu đồ bá đạo kia dùng âu ti linh hoạt mà tránh thoát thương nhân quỷ lùn này tiến lên chẳng theo quy luật gì khiến cả đám cực kỳ bó tay lam hà vốn trông cậy vào trung thảo đường chặn lại để bọn họ tranh thủ chiếm lợi ai ngờ người của trung thảo đường vô dụng như thế rơi vào đường cùng, cậu đành phải sắp xếp lại kế hoạch của mình lần nữa. Hai người một tổ, tìm người của mưu đồ bá đạo giải quyết trước. Thương nhân quỷ lùn vẫn không bắt giữ được mà ngẫu nhiên còn đánh chúng nó một hai lần, thế thì chẳng khác nào góp phần công kích cho mưu đồ bá đạo. Cướp không được thù hận sẽ vĩnh viễn không chiếm được thế chủ động. Cứ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, mưu đồ bá đạo công kích đủ rồi. Boss này ai thích thì cứ giết, chỉ cần đội ngũ của đám kia còn tồn tại, quyền sở hữu sẽ không thể cướp mất trừ phi đuổi hoặc giết hết đám người kia. Thế nên mới nói, việc cướp boss thật sự rất khó, đến quá muộn, lượng công kích sẽ không thể đuổi kịp, vậy chỉ đành đi lên con đường giết người cướp boss này. Cuộc chiến mà biến thành PK thì độ khó càng lớn, bởi vì trình độ giữa người với người luôn rất gần nhau, giết người luôn khó hơn giết quái, mà còn để lại tai họa về sau. Làm khê các của họ bây giờ trái lại chẳng thèm suy xét tai họa về sau nữa, ai nấy đều quen với việc đối đầu trực tiếp với mưu đồ bá đạo, Cướp boss dẫn đến PK như vậy rồi. Với bọn họ, điểm mấu chốt chính là thực lực của Mưu Đồ Bá Đạo không hề chênh lệch mấy so với họ, dù có dùng thủ đoạn thế này, cơ hội cuối cùng vẫn ngang nhau. Mặc kệ thế nào đi nữa, sao cũng được hơn việc cứ trơ mắt nhìn như hiện tại. Quân số của Lam Khê Các đến trận có khoảng hơn 20 người, lúc này chia thành 10 tổ nhỏ gồm hai người, phạm vi phủ khắp rừng, vừa thấy bóng dáng của người chơi Mưu Đồ Bá Đạo thì xông thẳng đến thương nhân quỷ lùn thoáng cái đã chẳng còn là tiêu điểm duy nhất nữa mà là tất cả người của mưu đồ bá đạo tổ nhỏ hai người phát hiện mục tiêu xong đều thật cẩn thận bám sát mục tiêu nhưng đuổi theo người ta cũng không phải chuyện dễ dàng á cấp bậc và trang bị của mọi người đều không tranh lệch mấy tốc độ di chuyển và sức bền cũng không hơn kém nhiều sau cùng tạo thành một cục diện nửa vời đuổi mãi đuổi mãi lôi minh điện quang đột nhiên nói trong kênh đội ngũ qua thương nhân quỷ lùn đâu rồi tôi không thấy nữa một lời thức tỉnh quần chúng nhân dân tất cả mọi người chỉ chú ý mục tiêu trước mắt mà mục tiêu cuối cùng phía sau mục tiêu này thì sao còn sống hay đã chết cả đám vội chú ý bấy giờ họ mới phát hiện dù rằng khoảng cách này vẫn có thể nhìn thấy thương nhân quỷ lùn nhưng cũng đột nhiên trở nên quá xa xôi bị lừa rồi hệ châu phản ứng kịp thời boss này bỏ thôi lam hà buồn bực tuyên bố toàn bộ công hội không hề hé răng tình huống thế này tại một công hội có tiếng như lam khê các quả thực cực kỳ hiếm thấy đánh đến một nửa thì cảm thấy tuyệt vọng ư thứ cảm giác này chỉ có khai hoang phụ bản mới hay boss xa lạ mới có thể mang đến. Nhưng hiện tại a à, chỉ là một con thương nhân quỷ lùn, một tiểu boss mà mọi người giết đến phát chán, đối thủ lại là mưu đồ bá đạo quen đến nhẫn mặt, chỉ đơn giản vì bên đối phương xuất hiện thêm một quân mạc tiếu, thế nhưng đẩy cao độ khó lên cùng cấp bậc với khai hoang, còn nhanh chóng khiến họ bỏ cuộc. Ế, sao mấy ông không đuổi tiếp? Sa tiền tử lúc này gửi tin sang, nhưng mấy ông đấy, Lam Hà nói, ông muốn làm quỷ gì? Sa tiền tử nghi ngờ ngay, ông đuổi thử là biết, đám sa tiền tử do vừa từ tiền phương trận đánh chuyển làm hậu phương truy đánh, bấy giờ vẫn chưa hoàn toàn trải nghiệm được phương pháp dịch chuyển biến thái lợi dụng OT để khống chế thương nhân quỷ lùn khi giết quái của mưu đổ bá đạo lần này, tinh thần chiến đấu vẫn vang dội. Có điều đây cũng là chuyện trong khoảnh khắc, Trung Thảo Đường truy đuổi một hồi rốt cuộc cũng bị đấu pháp dịch chuyển OT này hoàn toàn gây kinh ngạc. Sau khi thử trái thử phải vẫn không thể phá giải, Sa tiền tử trầm trọng tuyên bố, hai người một tổ, giết người của mưu đồ bá đạo. Tuy người của Lam Khê Các đã bỏ cuộc, nhưng vẫn theo đuôi hóng hớt, khi thấy Trung Thảo Đường cũng phân tán để đuổi giết mưu đồ bá đạo giống y mình, đột nhiên cảm thấy thật sung sướng. Chật 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 chật, trong đám người tràn đầy âm thanh như vậy, 5 phút đồng hồ sau, Sa tiền tử gửi tin sang cho Lam Hà, mẹ ông. Nói thẳng thì chết hả, rõ ràng họ đã phát hiện ra dùng chiến thuật này, kết cuộc sẽ bị trêu đùa. Tôi nói ông có tin không? Lam Hà trả lời, Sa Tiền Tử trầm ngâm hồi lâu, nặng nề đáp lại tuyệt đối không tin. Thế đó, Lam Hà nói, giờ làm sao đây? Mấy ông muốn bỏ cuộc hả? Sa Tiền Tử nói, ờ. Lam Hà nói, tôi thấy khó tin. Sa Tiền Tử nói, mẹ ông. Lam Hà hết cách. Người của Trung Thảo Đường chán trường tụ tập lại một điểm. Người của Lam khê các cách họ không xa lắm, cách họ xa lắm là thương nhân quỷ lùn, những người chơi hay công hội linh tinh khác người có trình độ đều đã nhìn ra Trung Thảo Đường và Lam Khê các bị đối phương chơi cho bó tay luôn. Hai công hội lớn này có trình độ, có tổ chức, cuối cùng cũng không mò được chút lợi nào, những công hội loại một và lính quèn lang thang như họ có khả năng làm ra trò gì mới chứ. Lúc này nếu cả đám có thể đoàn kết lại, có lẽ sẽ vẫn còn hy vọng, nhưng mà, sẽ có người dẫn đầu sao. Sa tiền tử rộn rạo, tiến đến trước mặt Lam Hà nói thẳng, chúng ta giết không được, cũng không thể khiến ngưu đổ bá đạo chiếm lợi. Kết hợp mọi người lại, mặc xác đứa nào chiếm đầu miễn đừng treo tên của mưu đồ bá đạo là được chỉ mỗi thương nhân quỷ lùn làm ra quy mô lớn thế thì có ý nghĩa gì chứ lam hà nói sa tiền tử suy nghĩ quả thực không có ý nghĩa đây chỉ là một tiểu boss giã đồ cấp thấp nhất mưu đồ bá đạo có giành được cũng không nói lên điều gì còn đường tương lai vẫn còn rất dài cứ không cam lòng sao ấy sa tiền tử nói vậy ông đi đi tôi có cản ông đâu lam hà nói địch cái chuyện phí sức mà trả chiếm được lợi này Ông mày éo làm một mình đâu." Sa Tiền Tử nói, "Chương 79, Xuân Dịch lão, cuộc săn bắt thương nhân quỷ lùn bắt đầu rất náo nhiệt, cuối cùng lại kết thúc trong yên ả. Hai công hội lớn là Lam Khê Các và Trung Thảo Đường đều bỏ qua, các công hội có trình độ khác cũng đều nhìn ra manh mối, quyết định không ở lại lãng phí thời gian nữa. Còn lại một vài tên tán binh du tốt vẫn chưa rõ tình huống, tiếp tục không bỏ cuộc, kết quả đều biến thành đang trợ giúp cho Mưu Đồ Bá Đạo." cuối cùng đến khi hệ thống tuyên bố tin tức mưu đồ bá đạo chiếm đầu thương nhân quỷ lùn cả lam khê các và trung thảo đường đều vô cùng bình tĩnh có thể ghi tên công hội lên chứng tỏ rằng những thành viên chiếm đầu không bao gồm những người nằm ngoài công hội nhưng quân mạc tiếu mới rời khỏi lam khê các còn chưa đầy năm ngày đương nhiên không thể nào gia nhập mưu đồ bá đạo đương nhiên phải rời khỏi đội ngũ ngay trước khi boss ngã xuống đương nhiên cũng không xuất hiện trên bảng cá nhân giữ được nguyên dàn mưu đồ bá đạo đối với việc này lam hà vô cùng khinh bỉ bởi vì ai trong bọn họ cũng biết rõ, Mưu đồ bá đạo có thể giết được thương nhân quỷ lùn, công của Quân Mạc Tiếu rất lớn. Lam Hà tin chắc rằng cái loại đấu pháp lợi dụng OT để khống chế boss này không phải việc người trong Mưu đồ bá đạo có thể làm được. Bởi vì người của Lam Khê Các không thể làm được, như vậy thì cũng không còn gì để nghi ngờ nữa, đối thủ ngang tài như Mưu đồ bá đạo chắc chắn cũng không làm được. Tất cả đều do bọn họ dựa vào lệnh chỉ huy của Quân Mạc Tiếu. Hiện tại Lam Hà đã hoàn toàn thừa nhận, Quân Mạc Tiếu mạnh không phải cùng một đẳng cấp với bọn họ, đây là một đại cao thủ siêu hơn rất nhiều đám người chơi bình dân như họ. Kẻ mạnh như vậy, sao lại không thể có tiếng tăm gì? Chẳng lẽ là cao thủ lập ức phụ, Lam Hà đương nhiên sẽ không xét quân mạc tiếu vào loại người mới nữa. Loại chỉ huy dũng mạnh như vậy, không thể nào là người mới được. Người anh em, Lam Hà mở danh sách bạn tốt bình tĩnh gửi tin cho quân Mạc Tiếu, ông dự định khi nào lên cấp 23. Tất cả mọi người đều rất quan tâm vấn đề này nhỉ. Diệp Tu trả lời, Lam Hà không cảm thấy bất ngờ, hơn nữa nguyên nhân khiến mọi người quan tâm vấn đề này cũng rất đơn giản, cấp 23 mới có thể vào phó bản Mai Cốt Chi Địa, mọi người đây là đang chờ người này thăng cấp sau đó mời hắn giúp chiếm đầu phó bản. Hôm nay Mưu Đồ bá đạo chiếm được thương nhân quỷ lùn coi như đã nếm được món hời lớn, chắc chắn cũng đã hoàn toàn công nhận giá trị của đại cao thủ này rồi. Tôi cũng không biết, cứ chơi đã." Diệp Tu lại trả lời, Mai Cốt Chi Địa nhất định phải tìm tụi tôi đó." Lam Hà nói. Cái này nói sau đi, Diệp Tu chưa trả lời chắc chắn, biểu cảm của Lam Hà lúc này trông khá thảm thiết, cậu đã dự đoán được rằng, vì muốn chiếm kỷ lục hay bảo trì kỷ lục ở khu 10, quân mạc tiếu này sẽ trở thành đối tượng để đám công hội bọn họ liều mạng tranh đấu. Bằng hiểu biết của cậu gần đây về sự bình tĩnh của quân mạc tiếu, chỉ sợ sẽ trở thành cục diện thuê người giá cao. Cục diện này, chính cậu cũng không chắc mình có thể nắm được trong tay. Lam Hà nghĩ, tạm thời thoát game, đăng nhập lại lần nữa, lên ức chính Lam Kiều Xuân Tuyết. Lúc này bất kỳ người chơi ở khu nào bao gồm cả thần chi lĩnh vực đều đang bận cày số lần phó bản mới có lại, nhưng Lam Kiều Xuân Tuyết vừa online, đương nhiên vẫn khiến cho người trong công hội để ý, đây chính là một trong năm đại cao thủ của công hội, hơn nữa không phải là đang đi khai hoang khu 10 sao? Tại sao lại đột nhiên chạy ra đây? Người đầu tiên nhắn tin cho Lam Hà là hội trưởng của Lam Khê Cát Xuân Dịch lão. Tin nhắn rất đơn giản, bốn dấu chấm hỏi, "Đang bận?" Lam Hà hỏi, "Bản ý là đang đi phó bản?" ra đây nói chuyện lam hà nói gấp gấp cũng không gấp nhưng mà muốn thương lượng với ông một chút bằng xuân dịch lão trả lời luôn lời ít ý nhiều như thế không phải do gã ít nói chỉ đơn giản vì gã lười đánh chữ mà thôi thao tác của tên này cũng rất dữ hơn nữa gã rất thích thao tác tha rằng làm vài động tác nhàm chán để nâng cao tốc độ tay cũng không nguyện động vài đầu ngón tay nói chuyện phiếm nổi tiếng nhất là hồi có người spam mắng xuân dịch lão trên kênh thế giới Kết quả Xuân Dịch lão rõ ràng đang online nhưng chẳng thèm đáp lại, việc này là không nên đối với một hội trưởng của một công hội lớn. Cứ coi như bản thân lười tranh cãi với người ta, nhưng ngồi ở vị trí hội trưởng này, bị người lôi cả tên họ ra mắng trên kênh thế giới, cả công hội đều cảm thấy rất mất mặt nha. Người trong công hội phản ánh với gã, kết quả Xuân Dịch lão bảo mình có trả lời rồi. Mọi người buồn bực, sao có người cẩn thận lội kênh thế giới tìm thử, vậy mà tìm được thật. Giữa hàng dài tin tức trên kênh thế giới, Xuân Dịch Lão tổng cộng đáp lại ba chữ, trong đó còn gồm hai từ là viết tắt SB Cút. Sơ bi thằng ngu, toàn bộ mọi người cao thấp trong công hội đều vái cả nón. Từ đó về sau SB trở thành châm ngôn ba chữ để chửi của Lam Khê Các, mãi cho đến hiện nay. Lam Hà là người quen lâu năm với gã, sớm đã quen cái thói này của gã, không nói gì liền ngồi im chờ. Hơn 10 phút sau, Xuân Dịch Lão gửi tin đến đâu? Khê Sơn Thành, Lam Hà trả lời. Khê Sơn Thành là một thành trấn lớn bên trong thần chi lĩnh vực, bởi vì trong tên có một chữ Khê nên được Lam Khê Các chọn làm chỗ xây công hội. Một lát sau, Xuân Dịch Lão chạy đến, hai người chạm mặt, Xuân Dịch Lão nói chuyện nên không còn tỉnh lược từ, xảy ra chuyện gì. Khu 10 xuất hiện một đại cao thủ, Lam Hà nói, cao bao nhiêu, Xuân Dịch Lão có chút kinh ngạc, chỉ bởi vì một cao thủ, vậy mà Lam Hà phải trơ mắt nhìn rồi chạy về báo cáo với gã. Không nhìn ra cao bao nhiêu, Lam Hà nói, nghề gì, chưa thấy chuyển nghề, Lam Hà nói, không chuyển nghề, ưa, ừ, học đủ loại kỹ năng chức nghiệp, hình như chơi tán nhân. Lam Hà nói, Xuân Dịch Lão cười nói, tán nhân giai đoạn đầu đương nhiên là cao, ưu thế về kỹ năng thật sự quá rõ ràng, càng về sau, không có kỹ năng chung hay cao cấp thì tấn công theo không kịp ai, lại còn phải mang lắm vũ khí, nặng sẽ giảm tốc độ, điểm chí mạng là đến cấp 50 sẽ chẳng thể nào chơi tiếp, bây giờ còn ai chơi tán nhân chứ? Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng điểm mạnh của người này không chỉ có thế. Phải thừa nhận là hắn có ưu thế về kỹ năng ở giai đoạn sơ cấp, nhưng thao tác của người này, rồi cả suy luận, đến cả chỉ huy đội ngũ, phối hợp, đều rất mạnh. Lam Hà nói, đầu năm nay những người dám chơi tán nhân, đương nhiên đều phải có tri thức toàn diện. Nhưng mà, Xuân Dịch Lão nói hồi, cũng hiểu rằng giải thích như vậy quá gượng ép, chỉ là một tên có tri thức toàn diện, không thể nào khiến Lam Hà xúc động đến vậy. Tình hình bây giờ bên khu 10, hắn chiếm đầu ba lần ở thôn Tân Thủ, rừng rậm băng xương vì hắn tham dự mà kỷ lục phó bản thuộc về đội chúng ta, thương nhân quỷ lùn cũng bởi có hắn tham dự mà bị mưu đồ bá đạo giành mất, lần chiếm đầu huyết xả thủ. Hắn dẫn theo một đám người qua đường chẳng coi ba công hội lớn ra gì mà cướp mất. Lam Hà cảm thấy đống chiến tích này đủ sức thuyết phục rồi. Chơi với chúng ta rồi, lại giúp mưu đồ bá đạo, sau đó lại không coi ba công hội lớn ra gì cướp mất huyết xả thủ. Hắn thuộc phe nào, Xuân Dịch Lão khó hiểu không thuộc phe nào cả, tôi thử lôi kéo rồi, người ta chẳng hề hứng thú gì hết. Xem ra, tên này chỉ muốn tiếp tục đánh thuê, sau đó dựa vào giá trị của mình kiếm bộn tiền. Lam Hà nói, tên này có hơi quái gở, tên gọi là gì? Quân Mạc Tiếu, Quân Mạc Tiếu, có nghe qua cao thủ nào có tên như vậy ở khu này chưa? Xuân Dịch lão mờ mịt, chương 80, hội trưởng khổ tâm, chưa từng nghe qua, Lam Hà chỉ có thể mờ mịt cùng Xuân Dịch lão, nếu đúng là một nhân vật như thế Lúc nào đó để tôi đi gặp thử." Xuân Dịch lão nói, "Ưa, ừ, chờ hắn cấp 23 đã, tôi đã hẹn hắn cùng ghi kỷ lục của phó bản Mai Cốt chi địa, đến lúc đó ông nhớ tới." Lam Hà nói, "Hắn còn chưa lên 23." Xuân Dịch lão kinh ngạc, "Mới 21, Lam Hà có chút xấu hổ thay cho Quân Mặc Tiếu, cho dù nói như thế nào, trong game online thì đẳng cấp luôn là một biểu tượng, một cao thủ đang sốt của khu 10, cấp bậc lại bình dân và phổ biến như thế." Điều này khiến cho những kẻ sắp sửa lên 25 như đám Lam Hà đều không nói nên lời. "A a a, có cơ hội thì đến gặp thử vậy." Xuân Dịch lão nói. "Vậy lần sau nhờ ông." Lam Hà nói. "Được." Xuân Dịch lão gật đầu, tuy rằng không nói thẳng, nhưng ý của Lam Hà đã rất rõ ràng, chính là hy vọng lần này lão đại chân chính của công hội là gã sẽ đến đó quyết định xem rốt cuộc phải sử dụng thái độ gì với tên cao thủ này, có nên bất chấp tất cả để lôi kéo không. Lại tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, Nhìn Xuân Dịch Lão rời khỏi rồi, Lam Hà lại theo thói quen tự khen ớt bự của mình một chút, đang chuẩn bị thoát game, đột nhiên nghe thấy một thanh âm mà cậu không thích chút nào vang lên bên tai A, à, Lão Lam. Sao ông lại rảnh rỗi trở về thế, nhỏ quá đi, trở về có một chút, lại cứ gặp phải tên này. Lam Hà thở dài, chuyển góc nhìn sang, lập tức thấy cái tên nghe có vẻ sâu sắc, Thùy Dương quấn bở và toàn thân trang bị đốt tiền của hắn ta. Không có gì, có chút việc trở về nhìn chút, Lam Hà không ngọt không nhạt đáp lại nếu rảnh như vậy đi đấu trường làm hai ván không thùy dương quấn bờ đương nhiên rất tiếc nuối lần đấu hụt bữa trước không rảnh còn phải quay về khu mới chạy phó bản lam hà cự tuyệt rõ ràng có lẽ không lâu lắm đâu thùy dương quấn bờ khi nói chuyện có lẽ cũng thích nén giọng ở cổ họng ra vẻ hiền lành người này từ tên đến hành vi cả trang bị đều là một kẻ cực kỳ thích thể hiện mà ẩn ý trong đấy rõ là đang ám chỉ hắn ta chẳng cần tốn nhiều sức đã có thể đánh bại lam hà Lam Hà là kẻ sĩ diện, lập tức liền nóng máu, khí huyết sôi trào lập tức muốn hung hăng mà ca, o tên này liền hai ván, kết quả đột nhiên lại truyền đến một âm thanh, làm kiểu ông còn chưa đi. Lam Hà chuyển góc nhìn qua, nhìn thấy Xuân Dịch Lão không biết tại sao lại quay lại đây. Đi, Lam Hà lên tiếng, không để ý đến Thủy Dương quấn bờ, trực tiếp lo cao. Xuân Dịch Lão trở về là giúp cậu giải vây, Lam Hà hiểu rất rõ. Thủy Dương quấn bờ luôn từng bước chèn ép cậu, trong công hội có rất nhiều người biết, Tuy rằng hiện tại có tin đồn hội trưởng phái Lam Hà đến khu 10 là muốn dìm cậu nâng Thùy Dương quấn bở lên, nhưng trong lòng Lam Hà biết rất rõ, chiều này của Xuân Dịch Lão, một mặt là để cậu và Thùy Dương quấn bở không tranh đấu với nhau. Bởi vì tranh đấu như thế, dù cho ai thắng ai thua cũng sẽ bị mất mặt, thậm chí không còn mặt mũi tiếp tục ở lại công hội mà rời đi. Rời khỏi, chẳng khác gì bị ép đi, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người không đồng tình, dẫn tới thất vọng với công hội, cuối cùng có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ dù sao thì Thùy Dương Quấn Bờ và Lam Hà cũng là đại biểu cho hai thế lực mới và cũ trong Lam Khê Các. Còn mặt kia, thực chất là Xuân Dịch Lão đang trá hình giúp Lam Hà củng cố vị trí. Thoạt nhìn, dường như Lam Hà đang rời xa tầng trung tâm là thần chi lĩnh vực bên này, nhưng mà ở khu 10 thì cậu lại là người làm chủ, ở nơi đấy không biết sẽ chiêu mộ được bao nhiêu cao thủ mới. Chờ Lam Hà dẫn theo những người này vào thần chi lĩnh vực rồi, trong mắt liệu còn có lão đại xuân dịch lão này hay không vẫn rất khó nói. Nên càng miễn bản đến cọng dễ hành như Thủy Dương quấn bờ. Phải đến khu mới, chính là thả tay để Lam Hà xây dựng nền tảng của mình. Nói cái gì mà trục xuất chứ, suy nghĩ vậy có hơi ngây thơ rồi. Lam Hà rất rõ ràng điều này, bởi vì từ đầu đến cuối xuân dịch lão đều cực kỳ thản thiên mà nói rõ với cậu. Người này còn nói thẳng với cậu, nếu Lam Hà muốn PK với Thủy Dương quấn bờ, gã không nghĩ Lam Hà có lợi thế. Gã cho rằng nếu chia thắng bại của cả hai làm ba phần, Lam Hà chỉ chiếm hai phần thôi. Lam Hà bất đắc dĩ, cậu cũng biết mình không thể dễ dàng nắm chắc phần thắng Thủy Dương quấn bờ trong tay được, hiện tại coi bộ Xuân Dịch Lão còn nhìn thấu hơn. Trong lòng Lam Hà hiểu rõ, vừa thấy Xuân Dịch Lão đột nhiên vòng về giúp mình giải vây, cảm nhận được tâm tư mà gã trần trọc suy tính, vì thế không so đo với Thủy Dương quấn bờ nữa, trực tiếp thoát ra. Lại nói tiếp, trong giây phút lo cao ấy, Lam Hà lại đột nhiên nghĩ đến một suy nghĩ cổ quái cậu thật sự rất muốn nhìn xem một kẻ thích thể hiện như Thùy Dương quấn bờ lại bị tên đại cao thủ như quân mạc tiểu áp chế hoàn toàn sẽ ra sao. Suy nghĩ này hơi xấu xa, Lam Hà vỗ vỗ đầu mình, nói thế nào thì, Thùy Dương quấn bờ cũng là người cùng công hội, mâu thuẫn nội bộ giữa họ, sao mình lại có thể trông mong người ngoài đến làm mất mặt người mình chứ. Thế nhưng, thật sự vẫn rất mong chờ nha, Lam Hà phát hiện bản thân không thể tự dối lòng mình, ôi cậu xến xúa rồi. Sau khi thở dài hai cái, Lam Hà đăng nhập lại tài khoản khu 10. Vừa online đã có người trong công hội gọi cậu đi phó bản, Lam Hà nhìn thanh kinh nghiệm cũng sắp lên cấp 25, trong đầu tự nhiên tinh một cái, cậu đã quên mất một việc rồi. Nhớ ra liền vội vàng mở danh sách bạn tốt tìm quân mặc Tiếu, đi rừng rậm băng xương với bọn tôi lần nữa không? Kỷ lục của phó bản rừng rậm băng xương vẫn chưa phải mức cuối cùng. Những người chơi sàn sàn cấp nhau như họ đều sắp lên cấp 25 ngay lập tức rồi, sau khi thay đổi trang bị cấp 25, đây mới là lúc phó bản rừng rậm băng xương ghi lại thành tích cuối cùng. Nhưng mà, cho dù mặc trang bị cấp 25, muốn bọn họ bắt trước quân mạc tiếu dùng một đợt sóng xô, cái khác thì không có vấn đề gì, nhưng công việc dẫn quái và tụ quái thật sự chẳng ai trong họ làm được, nói thật thì cả đám đều lén thử cả rồi. Lam Hà luôn mong quân mạc tiếu nhanh chóng lên cấp 23 để đi mai cốt chi địa với họ, lại hoàn toàn quên mất rừng rậm băng xương còn chưa chinh phục hoàn toàn. Cái này, Diệp Tu đáp lại có vẻ do dự, không phải lại hẹn trước rồi chứ. Lam Hà muốn xỉu, đúng là đã hẹn, Diệp Tu bất đắc dĩ, lại là mưu đồ bá đạo. Lam Hà buồn bực, đúng vậy đó, người anh em, tôi hẹn ông Mai Cốt Chi Địa thì ông đều bảo nói sau. Sao bọn họ hẹn cái là ông đồng ý ngay? Lam Hà rơi lệ đầy mặt, ông hẹn tôi toàn mấy việc hiện tại tôi không thể làm được. Dừng dậm băng xương, đêm nay có thể đi rồi. Diệp Tu nói, Lam Hà hết cách rồi, cậu quyết định sẽ dí mắt chồng chọc vào cấp bậc của quân Mạc Tiếu, chờ nó biến thành 23 sẽ hẹn đi mai cốt chi địa ngay và luôn. Dừng dậm băng xương, Lam Hà nhìn lại kỷ lục có chút đau lòng, bọn họ mới tạo ra nó chưa được bao lâu đâu, chắc chắn đêm nay là em nó qua đời rồi. Có lẽ cũng chưa chắc, Lam Hà bỗng nhiên nghĩ đến, tuy rằng cấp bậc đều đã lên 25, nhưng về phương diện trang bị thì chưa chắc có thể đuổi kịp nhanh như vậy. Bọn họ hiện tại đều dùng vũ khí tím cấp 20, đó là bởi vì phó bản ở thôn Tân Thủ không giới hạn số lần vào, trong quá trình bọn họ cày cấp đến 20 đương nhiên sẽ kiếm ra rất nhiều trang bị. Nhưng còn hiện tại, tuy trang bị tím cấp 25 đều rơi ra ở cả rừng rậm băng xương và mai cốt chi địa, nhưng vũ khí tím thì không có tỷ lệ rơi ra cao như thế, lúc này mới 2 ngày, mỗi bản 4 lần, liệu có thể kiếm được đủ đồ cho cả đội không? Tính toàn như vậy, kết quả là Lam Hà vẫn buồn bực. Trang bị tím cấp 25 tuy rằng không nhiều bằng cấp 20, nhưng vẫn có thể kiếm đủ cho một đội. Nếu Lam Khê các bọn họ có thể làm được, chắc chắn mưu đồ bá đạo cũng không thành vấn đề. 2. chương 81, là phúc hay họa. Diệp Tu lúc này đang cùng đi phó bản với đám người điền thất. Phía mưu đồ bá đạo sau khi hẹn xong chuyện đi phó bản 25 cũng thuận thế yêu cầu Diệp Tu đi luyện cấp. So với Lam Hà, bọn họ đơn giản sẽ không nghĩ tới quan hệ dối rắm với Diệp Tu, đưa tiền, làm việc, mọi chuyện cứ đơn giản thế thôi. Đối với việc thành công giết thương nhân quỷ lùn mà lại không thể lên bảng, bọn điền thất cảm thấy cực kỳ tức giận. Diệp Tu lại chẳng hề coi trọng chuyện này, những vinh dự đứng đầu mà đám người chơi bình thường hâm mộ ghen ghét, với hắn chả là gì. Có điều, giữa đám người chơi bình thường thì đây quả thực là một vinh dự rất quan trọng, nên dù hắn không cần có tên trong bảng, cũng không biểu hiện ra ngoài, cứ như thế thuận lý thành trương mà xem đây là lợi thế để đổi được nhiều thù lao hơn từ chỗ mưu đồ bá đạo. Đám niên thất vẫn cảm thấy dù thế thì cũng rất không đáng, nhưng với Diệp Tu, cảm giác việc này tựa như lấy được món hời. Mưu đồ bá đạo đương nhiên cực kỳ đau lòng, nhưng đâu còn biện pháp nào. Bọn họ còn coi trọng vinh dự hơn người chơi bình thường, việc treo tên công hội lên bảng đối với họ rất quan trọng, vì vậy họ nguyện ý trả giá cao. Chiếm đầu thương nhân quỷ lùn, Diệp Tu đòi mưu đồ bá đạo tới 20 cái lông sói trắng, ngoài ra còn có 30 cái nanh vuốt nhền nhện. Nanh vuốt nhền nhện là vật phẩm lấy từ phó bản huyệt động nhền nhện của thôn Tân Thủ, hai con boss ẩn nhền nhện tinh và chiến sĩ nhền nhện. Hai boss ẩn này đều là quái hình người, chiến sĩ nhền nhện cầm trong tay một cái lá chắn hình nhìn nhện, còn nhìn nhện tinh thì có 8 chân giống hệt mấy con nhền nhện thường. Hai boss ẩn này bị giết thì sẽ có tỷ lệ rơi ra nanh vuốt nhền nhện. Bởi vì phó bản ở thôn Tân Thủ không giới hạn số lần, những công hội như mưu đồ bá đạo có không ít các loại vật liệu như vậy, 30 cái nanh vuốt không phải chuyện khó. Về phần lông sói trắng thì phải giết boss ẩn sói trắng trong rừng rậm băng xương mới rất ra, nhưng tại tình huống khu 10 mới mở vài ngày như vậy nên mưu đồ bá đạo cũng không còn bao nhiêu. Lần trước lãng phí mất 10 cái cho giả vị ương, lần này 20 cái không thể nào thanh toán hết trong một lần. Cũng may mỗi người đều có số lần đi phó bản vào ngày mới, sau khi tiêu diệt thương nhân quỷ lùn xong người trong mưu đồ bá đạo liền vội vàng tổ chức càn quét phó bản rừng rậm băng xương chuẩn bị trả nợ. Cao thấp trong hội đều lệ rơi đầy mặt, bà mẹ nó chứ, rốt cuộc đứa nào mới là đứa làm công. Thế quái nào bọn họ lại biến thành đám nô lệ ngập nợ. Hội trưởng dạ độ hàn đàm sầu lo hơn cả, quân mặc tiếu này quả là nhân tài hàng thật giá thật. Nếu càng ngày cấp càng cao, phó bản ngày càng nhiều, boss hoang dã cũng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ hễ muốn ghi kỷ lục ở đâu lại phải tìm tên kia nhúng tay vào. Ham muốn của tên này siêu lớn, hơn nữa lại gian xảo, không cần tiền bạc chỉ muốn vật liệu ẩn, cứ tiếp tục thế này, muốn hoàn toàn mua đứt hắn trong tay là chuyện không thể nào. Dù có khả năng này thì cục diện như vậy cũng rất bị động. Chẳng lẽ tình trạng bảng xếp hạng của khu 10 hoàn toàn nằm trong tay tên này? Nhất là hai bảng thể hiện được thực lực nhất như chiếm đầu boss hoang dã và phá kỷ lục qua cửa phó bản. Xem ra cục diện của khu 10 không khống chế nổi rồi, tất cả chỉ vì tên cao thủ xuất hiện thình lình này, cái thứ này rốt cuộc nhảy từ đâu ra. Dạ Độ Hàn Đàm hết sức khó hiểu, gã cũng có ý nghĩ quay về tổng bộ của công hội thăm hỏi ý kiến như Lam Hà. Khắp nơi đều mang theo tâm sự riêng mà đánh phó bản. Đêm đó một đám người chơi của khu 10 lũ lượt đột phá lên cấp 25, đổi trang bị mới, học kỹ năng mới thực lực nháy mắt được nâng cao một tầng. Tuy dạ độ hàn đàm có nỗi lo xa, nhưng trước mắt đã xong chuyện nhờ Diệp Tu phá kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương rồi. Nay nay, người bên bọn tôi lên 25 rồi nè, đi phá kỷ lục nào. Dạ vị ương vẫn là người đại diện cho mưu đồ bá đạo liên hệ với Diệp Tu. Hả, đợi lát nữa, tôi còn đang ở trong phó bản chưa ra. Diệp Tu nói, không phải là ông định đi hết lượt đó chứ. Dạ vị ương toát mồ hôi. Còn một lần, Diệp Tu nói, mau 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 mau, giả dạ vị ương dục, ông gấp cái gì, phá kỷ lục có cần mục sư đâu. Diệp Tu nói, đê ma ma, tôi đến để hỏi thử xem lần này ông muốn gì thôi. Giả dạ vị ương nói, 10 cái lông sói trắng, hai cái mề đay mít rồ, pháp trượng điểm băng. Diệp Tu nói, ông, là tên cuồng lông à, giả dạ vị ương khóc. Toàn bộ công hội bọn họ hôm nay vừa mới chảy chật suốt trong phó bản rừng rậm băng xương, khó khăn lắm mới trả đủ 20 cái lông sói trắng, kết quả lần này hắn lại muốn 10 cái. Giả dạ vị ương nói với dạ độ hàn đàm vụ lông dạ độ hàn đàm cũng xém chút lật bàn gây chuyện chứ gì hắn cố ý gây chuyện chứ gì không có việc gì lại muốn nhiều lông sói trắng như vậy làm gì muốn bán lấy tiền thì vật liệu gì trả được răng nhọn của sói trắng da sói trắng nước mắt bạch phu nữ tàn tích băng xương hỏi hắn có thể dùng mấy thứ đó thay thế được không dạ vị ương vội vàng chạy đi hỏi kết quả diệp tu rất độ lược được chứ lấy mấy thứ đó thế chấp chờ mấy ông kiếm đủ lông sói trắng, tôi đến đổi lại được không? Ông rốt cuộc muốn lông sói trắng để làm gì? Dạ vị ương thấy người này sống chết vẫn muốn lông, không giống như bán vật liệu ẩn kiếm tiền, mà thực sự cần sử dụng. Làm trang bị, Diệp Tu nói, nhảm nhí, dạ vị ương mắt trợn trắng, điểm hữu dụng nhất của những vật liệu ẩn này đương nhiên là làm trang bị, mình hỏi làm gì, chính là hỏi làm trang bị gì. Hiện tại mới hơn cấp 20, không đáng để làm trang bị ngay, đã làm thì phải làm cao cấp nhất chứ. Kết quả Diệp Tu lại không trả lời câu hỏi này của Dạ vị ương. Vì thế giả dạ vị ương cũng không hỏi tiếp nữa, tạm thời không đề cập đến vụ lông sói trắng, mề đay micro cũng chỉ như đồ chơi, giá trị của món khác mới đáng nói. Diệp Tu chỉ yêu cầu ba loại vật phẩm nhưng cũng đủ khiến họ đau trứng. Pháp trượng điểm băng, đây là trang bị cam cấp 25, hiện tại từ trên xuống dưới trong mưu đồ bá đạo quả thực không có. Trang bị cam có tỷ lệ rơi ra cực thấp, bình thường đều là có tiền mà chẳng mua được dù là trang bị cam cấp thấp, đôi khi cũng được người chơi cấp cao lấy ra khoe khoang một hồi, bởi vì rất khó mới có được nó. Nếu không giả dạ vị ương cũng không mang vũ khí cam thập tự giá băng tinh của mình đi lòe người, người có trang bị cam là một loại thân phận. Bây giờ thật sự không có pháp trượng điểm băng mà. Giả dạ vị ương nói, vậy có rồi nói sau. Diệp tu không vội, hắn không hề vội, quân mạc yếu mới cấp 21, còn rất nhiều cơ hội cả kỷ lục ở rừng rậm băng xương. Nhưng phía mưu đồ bá đạo lại lo âu. Nguyên một đoàn người của họ đã cấp 25, còn phải tiếp tục vội vàng tăng cấp đó, chỉ cần vừa lên 26, thành tích trong rừng rậm băng xương sẽ không được tính nữa. Ông đổi thành cái gì khác đi, thế chấp trước được không? Dạ vị ương nói, thập tự giá băng tinh của ông. Diệp tu hỏi, đệch, đề... dạ vị ương kêu to. Kết quả Diệp Tu còn chưa nói xong, của ông chẳng qua chỉ mới là vũ khí cam cấp 20, vẫn còn kém lắm, thêm vài cái vật liệu ẩn gì khác, lại đổi. Dạ vị ương thật lâu vẫn chưa hồi phục, đã biết mình thật sự rước hỏa vào thân rồi, gã lúc này đang xin sỏ với dạ độ hàn đàm, tỏ vẻ gã không muốn làm người bàn bạc với tên này nữa. Ai thích đi thì đi, dạ vị ương ôm lấy thập tự ghía băng tinh của mình bỏ trốn mất dạng. Dạ độ hàn đàm cảm thấy khó hiểu, đành phải tự mình thêm bạn tốt với quân mạc tiếu, vừa hỏi, nghe được bốn chữ pháp trượng điểm băng xong, cũng thiếu chút nữa hộc máu. Cái này thật sự không có, dạ độ hàn đàm khóc, có cao thủ này tương trợ, đây rốt cuộc là phúc hay là họa. Chương 82, Kỷ lục phó bản mơ hồ. Pháp trượng điểm băng này cũng khiến Giả dạ Độ Hàn Đàm có chút bất lực, nhưng cũng không luyến tiếc. Thứ này xuất hiện hy hữu như thế nào, cũng chỉ là trang bị cấp 25, chỉ là món trang bị sớm chuyển, có thể uy vũ nhất thời tại giai đoạn cấp ngắn ngủi này mà thôi, đương nhiên với một tay lão làng cũng không quá để ý. Nghĩ vậy Giả dạ Độ Hàn Đàm không thể không khinh bỉ giả dạ vị ương một chút, chỉ là vũ khí cam cấp 20 thôi, tên kia lại coi như chân bảo không chịu nộp ra hỏi lý do gã lại còn nói là giữ để trưng cho đẹp chỉ lấy để thế chấp cũng không phải không thể đổi về dạ độ hàn đàm nói với dạ vị ương đừng lừa tao nghĩ muốn đổi thì đổi về được sao người ta chỉ đích danh pháp trượng điểm băng rồi mày cảm thấy cái thứ đó gặp bạch vu nữ bao nhiêu lần mới có thể đánh rất hả dạ vị ương nói cái pháp trượng điểm băng này cũng đang là chỗ khiến dạ độ hàn đàm cảm thấy bất lực đã định là vũ khí cam chỉ có thể gặp chứ không thể cầu không có thì đi mua luôn có mọi biện pháp để có được mà. Dạ độ hàn đàm nói, nếu không hiện tại thử xem, dạ vị ương nói, thử bán cái thập tự ghế băng tinh của mày thì có. Dạ độ hàn đàm tức giận bảo, hiện tại đang là giai đoạn khu mới mở, làm tay lão làng có kinh nghiệm, sẽ chỉ bán trang bị, chứ không phải mua trang bị. Bây giờ trang bị cấp thấp còn có thể bán lấy tiền, nhất là gặp được mấy tên ma mới có tiền. Đợi đến khi đẳng cấp mọi người đều đủ để bước vào thần chi lĩnh vực rồi, Trang bị cấp thấp chỉ là mây bay, đến lúc đó vũ khí tím cấp 25 đồng giá với một cái lông sói trắng. Giả dạ độ Hàn Đàm nói đi mua, đương nhiên là chỉ thời điểm vũ khí cấp thấp đều xuống giá bèo cả, bây giờ mà mua vũ khí cam cấp 25, chỉ có mấy đứa ngốc mới làm thế, làm sao giả dạ vị ương có thể không hiểu. Bán đi bán đi, giả dạ vị ương rơi lệ, gã biết món vũ khí khiến mình trở nên hơn người ở thời điểm cấp 20 cuối cùng cũng không giữ được nữa, càng thêm thức tối với tên quân mạc tiếu tâm tình của dạ độ hàn đàm cũng không khá khẩm gì, gã chợt thấy bản thân như đang bất chấp tất cả vậy, cảm giác này thật sự khiến người ta cảm thấy rất tệ hại. Thế nhưng, vì sự nghiệp của của công hội ở khu mới, vì thanh danh của công hội, sự trả giá này cũng đáng. Cuối cùng hai người đều dựa vào niềm tin kiên định này, rồi sau đó lại không thể không phục cái tên quân mạc tiếu cáo giả này, tuy rất gian xảo, nhưng luôn dừng ở mức trong phạm vi của họ, cũng không phải sư tử há miệng thét giá cắt cổ. Vấn đề là, nếu cứ tiếp tục như vậy, dạ độ hàn đàm e sợ cả ba công hội lớn bọn họ đều phải bắt đầu tranh đấu phụ thuộc vào con sư tử đang há miệng lớn quân mạc tiếu này, đây cũng không phải con đường lâu dài có thể đi. Bàn bạc thỏa đáng với quân mạc tiếu xong, dạ độ hàn đàm cũng lo cao đăng nhập vào ớt chính cầu cứu tổng bộ. Việc đi phá kỷ lục của rừng rậm băng xương không phải gã không muốn tham gia, nhưng mẹ nó gã lại là kỵ sĩ, chức nghiệp chuyên phòng ngự trong vinh quang, là nghề mà MT lựa chọn đầu tiên, kết quả bị ăn bơ y trang mục sư giả vị ương một kỵ một mục hai nghề phổ biến nhất của hệ thánh chức, vốn là hai nhân vật trung tâm đi khai hoang của mưu đồ bá đạo ở khu 10, bây giờ lại thành hai đứa bất lực trải đầy phong ba cay đắng, nhìn thấy quân mạc tiếu vừa đến rừng rậm băng xương, lập tức tạo một đội toàn những DPS cấp 25 được phái ra từ mưu đồ bá đạo, xong lại tiến hành giảng giải chiến thuật, giả vị ương hận đến nỗi muốn bóp chuột chảy nước như bóp cam. Đại khái là vậy, mọi người hiểu chưa? Diệp tu giảng giải đấu pháp xong, hắn tin tưởng, một đội ngũ mạnh như vậy, chỉ cần không có sai lầm, nâng cao kỷ lục lần trước sẽ không phải chuyện đáng lo, đáng lo chính là có thể nâng cao bao nhiêu. Bốn người nghe xong có chút sững sờ, giống như khi đám người Lam Hà lần trước nghe thấy sẽ dùng một đợt sóng xô, chỉ cảm thấy khó tin tưởng. Không có ý kiến thì lập tức bắt đầu. Diệp Tu tuyên bố, tùy tiện điều khiển quân Mạc Tiếu dẫn đầu tiến vào phó bản. Bốn người trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng vào phó bản xong cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhanh chóng đi tới, phá kỷ lục mà, phải tranh thủ từng giây. Quân Mạc Tiếu lúc này cũng đã đi lên dẫn dụ quái, so với lần trước, ô thiên cơ lại nâng cao nhiều hình thái, súng, kiếm, mâu đều có lực công kích của vũ khí bạc cấp 15, diệp tu kéo quái càng thêm ổn định, lại chỉ huy 4 DPS công kích trong quá trình hắn kéo quái. Bốn người rất cẩn thận, chỉ sợ âu ti, kết quả phát hiện dưới sự chỉ huy của người này, âu tựa như không hề tồn tại, chẳng lẽ người này còn hiểu rõ khả năng công kích của bọn họ còn hơn chính họ, hơn 20 tiểu quái bị một đợt sóng xô kéo về khiến cả bốn kinh hồn bạt vía, nhưng dưới sự chỉ huy từng bước của Diệp Tu, bốn người nhanh chóng thao tác tốt, giống như Lam Khê các lúc trước, từ nghi hoặc đến khiếp sợ, đến bội phục, rồi đến hưng phấn. Sau khi tiểu quái đợt đầu bị dọn sạch, mọi người thoáng nhìn thời gian, lập tức kết luận, chỉ cần không phạm sai lầm, phá kỷ lục là điều hiển nhiên. Giết, bốn người lúc này đều khí thế hừng hực, hưng phấn hơn cả Diệp Tu, dù sao lập kỷ lục là vì mưu đồ bá đạo của họ, mà Diệp Tu cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này, tiếp tục chỉ huy từng bước. Dạ vị ương cùng những người khác trong mưu đồ bá đạo đi phó bản, có điều tâm tư lại không ở đây, đều đang nhớ thương đội phá kỷ lục bên kia. Dạ vị ương thỉnh thoảng lại nhìn thời gian, nháy mắt đã 10 phút trôi qua, bọn họ bên này cũng là một đội mạnh toàn bộ đều cấp 25, nhưng nhìn tiến độ phó bản lúc này thì phá kỷ lục là chuyện không thể nào. Dạ vị ương kìm lòng không được muốn đi hỏi thăm, nhưng gã lại sợ gửi tin sang sẽ phân tán lực chú ý của đám kia. Mà những người kia trong đội đang vừa đánh quái vừa buôn chuyện, đề tài chủ yếu tập trung trên người cao thủ thần bí quân Mạc Tiếu này. Chớp mắt lại 5 phút trôi qua, đội phá kỷ lục đã vào phó bản được 15 phút, tâm trạng giả vị ương lại càng trở nên khẩn trương. Không nhịn được lại mở bảng thành tích ra xem, trước mắt vẫn là thành tích 20 phút 24 giây 11 kia. Thực lực giữa các người chơi hiện tại đã khác xa, sau 15 phút này, lúc nào cũng có thể tạo ra kỷ lục mới. Phá rồi, đột nhiên trong đội có người kêu to một tiếng. Dạ Vị Ương còn đang chìm trong bảng thành tích liền giật mình một cái, vội quét mắt về phía thông báo của hệ thống, kết quả mắt trợn lên. Hệ thống thông báo chúc mừng các thành viên của Trung Thảo Đường là Sa Tiền Tử, Cách Hà Tiên, Tô Hợp Hương, Sử Quân Tử, Bàn Đại Hải phá vỡ kỷ lục qua phó bản rừng rậm băng xương, thành tích 17 phút 48 giây 45. Người của Trung Thảo Đường, bốn người kia đều cảm thấy kinh ngạc, đừng nóng vội, còn chưa tới cuối cùng. Dạ Vị Ương lại chấn định ngoài ý muốn. Bây giờ... Các công hội lớn đều đã bước lên cấp 25, đương nhiên sẽ bắt tay toàn lực phá kỷ lục rừng rậm băng xương, Trung Thảo Đường đang phát huy trình độ của mình một chút, không đáng ngạc nhiên. 17 phút 48 giây 45, thành tích này trước mắt vẫn có cơ hội để phá vỡ, đội của quân Mạc Tiếu mới vào được 15 phút, có lẽ chuẩn bị kết thúc. Dự đoán của giả vị ương không sai, tin tức Trung Thảo Đường hiện lên thì đội ngũ 5 người diệp tu cả mí mắt cũng chưa chấp một cái. Bởi vì lúc này bọn họ đang chuẩn bị tạo ra kỷ lục mới. 17 phút 18 giây ư, thật đáng tiếc, người của Trung Thảo Đường có lẽ chỉ vui mừng được một phút. Bốn người mưu đồ bá đạo luôn có mối quan hệ cạnh tranh với Trung Thảo Đường hưng phấn nghĩ, Diệp Tu vẫn tiếp tục duy trì công kích ổn định tốc độ cao của mình. Bỗng nhiên trong lúc đó, hệ thống lại hiện ra một câu thông báo khác. Hệ thống thông báo, chúc mừng các thành viên của Gia Vương Triều là khôi hắc sắc, gió biển, tử bất ngữ, không có chỗ trốn, túi tiền lớn phá vỡ kỷ lục qua phó bản rừng rậm băng Sương thành tích 13 phút 24 giây 21. Kênh Thế Giới Khiếp Sợ, chương 83, sắp xỉ đạt cực hạn, 13 phút 24 giây 21, có lẽ đối rất nhiều người chơi đấy chỉ là một dãy số được ghi trên bảng thành tích mà thôi. Nhưng với giả dạ vị ương, với sa tiền tử, với lam hà, với những người chơi trong các công hội lớn lúc nào cũng nhớ thương và tranh đấu mấy số liệu cao thấp trên bảng, mới thật sự hiểu rõ dãy số này có ý nghĩa như thế nào. 13 phút 24 giây 21 đây không đơn giản chỉ là kỷ lục ở khu 10, mà con số này rõ ràng đã đột phá kỷ lục của toàn Vinh Quang. Kỷ lục này không được hệ thống thưởng gì cả, mới đầu là người chơi tự ghi lại kỷ lục của mỗi khu lớn để so sánh, sau đó lại biến thành phía công ty phát hành ghi lại và thống kê bảng xếp hạng ở mỗi khu. Kỷ lục cao nhất từ trước tới nay của rừng rậm băng xương mới chỉ là 14 phút 31 giây 58, những người như Lam Hà tuy rằng không thể nhớ rõ ràng các số liệu này, nhưng ít ra còn biết chưa ai vượt qua kỷ lục 14 phút đó. Nhưng hiện tại, khu 10, chỉ một đám người chơi của Gia Vương Triều vậy mà lại vượt qua kỷ lục này tận một phút. Người của Trung Thảo Đường rốt cục không thể cười đủ một phút, người của Mưu Đồ Bá Đạo cũng chẳng phải người cười đến cuối cùng. Đội Diệp Tu lúc này đã ở trong phó bản hơn 15 phút, chắc chắn không thể phá vỡ kỷ lục này rồi. Vờ lờ, tin này vừa hiện trên thế giới được một giây, bốn người tông đội đều ngây dại. Đến lúc này đây cố gắng của họ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, toàn quá trình đánh phó bản, bọn họ cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận, trong lòng bàn tay dính đầy mồ hôi cũng không dám lau đi, chỉ sợ chậm trễ một giây. Nhưng kết quả thì sao? Ngay lúc bọn họ nghĩ rằng phá kỷ lục của Trung Thảo Đường hoàn toàn không có vấn đề gì, kỷ lục mới lại xuất hiện, thành tích 13 phút 24 giây 21 này chẳng khác gì xét giữa trời quang. Bốn người đều đã cứng đờ, nhưng thanh âm chiến đấu vẫn quanh quẩn bên tai họ, bốn người tỉnh táo lại thì thấy, quân mạc tiếu thế nhưng vẫn đang chiến đấu. Ông anh, ông không thấy thông báo của hệ thống sao? một người nhịn không được nói, thấy được, Diệp Tu trả lời, chúng ta không kịp rồi, một người thở dài, sao cũng phải đánh cho xong bản chứ, Diệp Tu cười nói, ông còn cười, thế chẳng phải ông cũng không lấy được gì sao. Một người nói xong, cũng bắt đầu tấn công lại, đúng vậy, xui thiệt, Diệp Tu nói, ra vương chiều, mẹ kiếp, 13 phút, đây chẳng phải phá luôn kỷ lục cao nhất của cả 10 khu sao. Một trong bốn người còn chưa tin nỗi nói, phá rồi kỷ lục ban đầu chưa bị phá là 14 phút, tên còn lại nói, này, hình như chúng ta kém rất xa, lại một người nói, không sai, chúng ta cũng phải mất chừng 16 phút mới xong. Diệp Tu nói, hai, trong tiếng thở dài, boss trái ân băng xương rốt cuộc cũng bị 5 người đánh bại, thành tích của họ là 17 phút 07 giây 66. Cứ thế mà phá vỡ kỷ lục mới được lập của Trung Thảo Đường, đứng thứ hai trong bảng thành tích khu 10. Có điều thành tích thứ hai này, với một công hội nhỏ là chuyện rất khó khăn, nhưng với ngưu đồ bá đạo lại chẳng hề có ý nghĩa gì. Lúc quân mạc tiếu cùng bốn người kia được truyền tống ra ngoài, tên giả vị ương kia còn đang mang người chém giết trong phó bản, dạ độ hàn đàm vẫn còn ở khu cụ báo cáo công tác chưa về. Còn trung thảo đường hiện tại thì vừa trải nghiệm cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Bọn họ vừa nãy còn đang chúc mừng nhau lập được kỷ lục mới, kết quả cái thành tích hơn hẳn 4 phút kia tựa như giữa chừng có ai tát vào mặt họ. Còn chưa hết, lại chỉ trong chớp mắt, đội ngũ của quân Mạc Tiếu lại đẩy họ xuống một bậc nữa, cố gắng của Trung Thảo Đường trở thành thứ vô nghĩa nhất. Loại thời điểm như thế này, sao xa sa tiền tử lại không nhận được tin nhắn ân cần thăm hỏi từ Lam Hà trước, bi kịch A. Bi kịch, địch, 13 phút. Đánh kiểu mị gì thế, mấy đứa ra vương triều đều là người ư. Sa tiền tử thế nhưng không hề để ý tới sự chế nhạo của Lam Hà, ngược lại còn cùng thảo luận về tính khả thi của thành tích này. Ra vương triều, Lam Hà chưa trả lời lại sa tiền tử, chỉ lầm nhầm tên của công hội này. Cậu không lạ lẫm gì với tên công hội này, giữa những công hội chỉ kém một bậc so với ba công hội lớn, Gia Vương Triều chắc chắn có một chỗ đứng không hề kém. Mà đây chỉ là nó của hiện tại, đây cũng từng là một công hội có khoảnh khắc huy hoàng, chính vào lúc câu lạc bộ ra thế cản quét liên minh chuyên nghiệp, thời đại ba năm sưng bà ấy. Không sai, Gia Vương Triều, người ủng hộ sau màn của họ chính là chủ cũ của Diệp Tu, câu lạc bộ ra thế. Liên minh chuyên nghiệp chính là đỉnh cao nhất của Vinh Quang, nhất cử nhất động của câu lạc bộ cũng có thể gây ra ảnh hưởng sâu xa đối với vinh quang. Mà mối quan hệ giữa từng câu lạc bộ và mỗi công hội mà họ ủng hộ đều là có vinh cùng vinh, có bại cùng bại. Thành tích của câu lạc bộ ra thế mấy năm gần đây đều liên tục không tốt, công hội mà họ ủng hộ nhất thời cũng bị ba nhà lam khê các, mưu đổ bá đạo và trung thảo đường vượt mặt. May mà trụ cột vững chắc, tuy bị vượt qua, cũng không bị bỏ lại quá xa. Cuộc đấu ở khu 10 này, ba công hội lớn vẫn đang tranh nhau cao thấp, đều không để ý tới các công hội khác, ai ngờ Gia Vương Triều lại nhằm lúc này mà xuất hiện. Trước đó vẫn chưa lộ diện gì, bảng nào cũng không thấy họ xuất hiện, lúc này lại bỗng nhiên nổi tiếng, vừa ra đã nắm chắc kỷ lục qua cửa rừng rậm băng xương trong tay. 13 phút 24 giây 21 đó, không chỉ phá kỷ lục của khu 10, mà còn nâng cao tổng kỷ lục bao năm chẳng đổi của phó bản rừng rậm băng xương, Gia Vương Triều là đang chuẩn bị vùng dậy sao? Nghĩ đến đây, Lam Hà nhất thời nghĩ tới thay đổi gần đây của câu lạc bộ ra thế. Một thế hệ cũ đội trưởng Diệp Thu giải nghệ, một thế hệ mới cao thủ tôn tường tiếp nhận đấu thần nhất Diệp Chi Thu, đây rõ là muốn xóa cũ lập mới. Như vậy ra vương triều đột nhiên vùng dậy trong trò chơi, liệu có thể là tác động song song từ câu lạc bộ? Nếu là như vậy, dựa vào những người chơi như họ mà phá được kỷ lục này thì hơi khoa trương rồi, kỷ lục này cực kỳ có khả năng không phải do người chơi bình thường tạo ra. Là cao thủ, bên ngoài phó bản rừng rậm băng xương, Diệp Tu cũng nói thế với Dạ Vị Ương vừa xong phó bản và Dạ Độ Hàn Đàm vừa từ khu cũ trở về. Dạ Độ Hàn Đàm cũng giống Lam Hà chạy về tổng bộ báo cáo với hội trưởng, kết quả vừa quay lại khu 10 đã thấy xảy ra việc lớn. 13 phút 24 giây 21, Dạ Độ Hàn Đàm cũng đang bị con số này làm cho khiếp sợ, vội vàng chạy tới bên ngoài phó bản thì nghe được phán đoán của Diệp Tu. Vớ vẩn, bọn tôi cũng đoán được đấy là cao thủ. Dạ Vị Ương nói, không phải cao thủ bình thường, trong đội có lẽ có hơn ba người là trình độ chuyên nghiệp. Diệp Tu nói, dạ độ hàn đàm cùng giả dạ vị ương ngây ra như phóng, cao thủ chuyên nghiệp với họ chính là một sự tồn tại chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng thể nào với tới, hai người trong nhất thời cũng quên ngẫm lại vì sao Diệp Tu lại phán đoán rõ ràng như vậy. Thành tích này, sắp xỉ giới hạn qua cửa cực hạn của phó bản rừng rậm băng xương rồi. Diệp Tu nói, sắp xỉ, dạ vị ương nghe được từ mấu chốt, ý của ông là, như vậy còn chưa đạt cực hạn. Dạ độ hàn đàm nói, cực hạn mà đạt được dễ dàng vậy sao? Diệp tu cười, ý ông là sao? Chờ tôi cũng lên 25 rồi nói sau, mấy ông cũng tranh thủ thời gian đi. Diệp tu nói, tranh thủ thời gian làm gì? Hai người đều mờ mịt, mấy thứ tôi muốn đó. Giờ mấy ông có thời gian để kiếm rồi. Diệp tu nói, ngoá, hai người cùng kêu lên, chuyện khiếp sợ như vậy ở ngay trước mắt. Sao cái thằng này vẫn còn có thể lo nghĩ đến mấy vật liệu thối trang bị nát của hắn chứ? chương 84 cần người. Sự tự tin hoa lệ kia của Diệp Tu khiến giả độ Hàn Đàm và giả vị ương nửa tin nửa ngờ, nhưng một sự thật cực kỳ nghiêm trọng đang bày ra trước mặt bọn họ. Ông bạn, ông cần bao nhiêu ngày để lên 25 Á? tuổi tui cũng không thể duy trì mãi ở 25 chờ ông được. Giả độ Hàn Đàm nói, quân mạc tiếu hiện tại mới cấp 21, tên này cũng chẳng phải một kẻ cuồng luyện cấp online suốt 24 giờ, lên tới 25 thế nào cũng phải mất 3 đến 4 ngày. Mà đám dạ độ hàn đàm chắc chắn sẽ không lãng phí khoảng thời gian 3-4 ngày này, nhóm tinh anh của họ khẳng định vượt trên 25. Trong đội đối thủ có 3 người đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp trở lên. Diệp Tu nói, dạ độ hàn đàm và giả dạ vị ương đều đang nghe, chờ câu tiếp theo, kết quả chỉ nghe thấy một câu như vậy liền hết. Giả dạ độ hàn đàm đang định hỏi, dạ vị ương đã nhảy dựng lên gào, hóa, ý của ông là trình độ của tụi tôi không đủ hả? Đồng chí giả dạ vị ương vì thân phận mục sư mà nhiều lần bị gạt bỏ khỏi nhóm tinh anh, xui xẻo sao đã dưỡng thành thói quen hoài nghi chính mình, lúc này dễ dàng hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của quân Mạc Tiếu. Phá kỷ lục bình thường thì đủ rồi, nhưng kỷ lục này, trừ phi ông có một đội cấp 25 toàn đồ cam. Diệp Tu nói, đội toàn đồ cam, bàn về cái này ở khu mới rõ ràng là chuyện quá khoa học viễn tưởng. Cho dù ở khu cũ, đập tiền vào trang bị để tạo ra mỗi đội 25 toàn đồ cam, song bảo đây là vì kỷ lục của phó bản rừng rậm băng xương, trò đùa này quá buồn cười rồi. Chỉ vì một phó bản có đẳng cấp thấp nhất, hao hết tâm huyết ở đấy, không đáng. Dạ độ hàn đàm không hổ là người làm hội trưởng, tuy độ hoài nghi chính mình không có thiên phú bằng giả vị ương, nhưng lúc này cũng đã nghe ra được ẩn ý sâu xa trong đấy, chẳng lẽ ông có thể tìm ra nhân vật mạnh bằng tuyển thủ chuyên nghiệp. Nói xong lời này từ dạ độ hàn đàm cũng thấy khó tin, phó bản thấp nhất rừng rậm băng xương của khu 10, vậy mà quầy dày đến cả tuyển thủ chuyên nghiệp đến chiến nhau. Ảo diệu quá đi, kết quả diệp tu chỉ cười bảo dừng rậm băng xương thôi mà dùng tuyển thủ chuyên nghiệp thì khoa trương quá thật ra chỉ cần người chơi có thao tác đủ mạnh là có thể đạt được cực hạn rồi hơi có thao tác đã cực hạn vậy tuyển thủ chuyên nghiệp đến càng cực hạn hơn á dạ vị ương nói tôi nói này đầu tiên thực lực của tài khoản nhân vật không đáng kể với trình độ trước mắt của khu mới từ trang bị đến thực lực của một tổ tinh anh chọn ra trong từng công hội mấy ông đều không hơn kém nhau đúng không diệp tu nói phải Dạ độ hàn đàm thừa nhận, với phó bản 5 người hiện nay, ưu thế của ba công hội lớn vẫn khá hữu hạn, dù sao chỉ cần mỗi đội 5 người thì đã có thể khiêu chiến. Công hội loại một như Gia Vương Triều, tạo một đội tinh anh 5 người hẳn sẽ không chênh lệch mấy với họ. Thế nên điều cuối cùng ảnh hưởng đến kỷ lục chính là trình độ của người điều khiển. Giả sử như trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp là cấp 10, phó bản thấp như rừng rậm băng xương coi như cho khả năng phát huy tận cùng cao lắm là năm. Trình độ của cấp 10 hay cấp 9, tại phó bản này đều phát huy cao nhất là cấp 5. Nói vậy hiểu chưa, dạ độ hàn đàm và dạ vị ương đương nhiên hiểu rồi, đây giống như máu của đối thủ chỉ có 100, bạn dùng công kích 1000 đánh mất 1 giây, dùng công kích 100 cũng mất 1 giây, tuy trước sau tranh lệch những 10 lần, nhưng kết quả cuối cùng lại giống nhau như đúc, dù giới hạn công kích có là 1000, tất cả chỉ vì HP 100 mỏng manh của đối thủ. Tính thao tác, tôi và hàn đàm cũng không tệ, dạ vị ương nói, đúng thế, hai ông hẳn là những người mạnh nhất của mưu đồ bá đạo bên này nhỉ nhưng hai ông một là kỵ sĩ một mục sư diệp tu nói biết chơi nghề khác không thế nào tính là biết dạ vị ương thật dè dặt hỏi thử ông trả lời vầy là tính không biết rồi đó diệp tu nói dạ vị ương buồn bực dạ độ hàn đàm lại tiếp tục nói tôi cũng biết chơi pháp sư nguyên tố nhưng về tài khoản thì có hơi phiền tài khoản tôi có thể mượn được đều cần lên cấp không thể nào dừng ở cấp 25 Nói thế thì dù công hội mấy ông có thể mời cao thủ qua đây chơi một chút, vấn đề tài khoản cũng không giải quyết được a. À. Diệp Tu nói, ơ, dạ độ Hàn Đàm thừa nhận, tài khoản cấp 25 của khu mới hiện đều dồn hết sức lên cấp, không thể nào dừng lại lúc này. Về phần những nhân vật có cấp bậc của đám quần chúng, đều là những người chơi mới chiêu mộ được ở khu mới, mới quen biết nhau, sao lại không biết ngại đi mượn ai đi chứ. Dù có hào phóng nguyện ý cho mượn, thẻ của Vinh Quang là vật thật, song phương còn phải ở cùng một nơi. Người và tài khoản, tôi có thể tìm thử. Diệp Tu nói, dạ độ hàn đàm cảm thấy tên này tự tin như thế chắc chắn đã chọn được người từ lâu rồi, làm một hội trưởng, gã sớm đã bắt đầu cân nhắc sự thiệt hơn của việc này. Nếu tên này bao cả đội ngũ, chắc chắn giá sẽ rất cao, chỉ vì một kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương mà hao tốn quá nhiều, dạ độ hàn đàm cảm thấy thiệt nhiều hơn. Gã cực kỳ quyết đoán trả lời, giá tụi tôi đưa ra không tăng nữa đâu đó. Khiến gã bất ngờ chính là, kẻ cực kỳ tham lam trong mắt bọn họ quân mạc tiếu, thế mà không định nâng giá, chỉ cười nói, không cần đâu, giá giữ nguyên, có điều mấy ông phải làm nhiều chuyện hơn chút. Chuyện gì, năm nhân vật đã phá kỷ lục của gia vương triều, nghề, trang bị của họ, tóm lại là thông tin, càng tường tận càng tốt. Diệp Tu nói, chuyện này, tôi có thể nghĩ cách, dạ độ hàn đàm nói, còn nữa, có lẽ sẽ cần mấy ông bỏ ra chút trang bị. Diệp Tu nói, trang bị, chủ yếu là vũ khí tím cấp 25, trang bị của những bộ phận khác đương nhiên cũng rất hoan nghênh những thứ này chỉ mượn tạm thôi xong rồi có thể trả cho mấy ông mấy ông muốn thu đồ để thế chấp cũng được diệp tu cười muốn nghề nào trước tiên ông hãy tìm thông tin năm nhân vật của gia vương triều đã tôi phải dựa vào đấy để xem có mấy người trong đấy là đẳng cấp chuyên nghiệp diệp tu nói vậy ông nói về chức nghiệp trước đi tôi chuẩn bị sẵn dạ độ hàn đàm nói vậy một pháp sư chiến đấu một lưu manh còn một bậc thầy pháo súng nữa Trước thế đi, Diệp Tu nói, pháp sư chiến đấu, ông chắc hẳn không phải tìm Thiên Thành đâu nhỉ? Dạ Độ Hàn Đàm đổ mồ hôi, cao thủ được cho là mạnh về thao tác pháp sư chiến đấu hiện nay ở khu 10, đương nhiên chính là Thiên Thành của Lam Khê Các. Đương nhiên không phải, nếu là tên ấy thì còn thiếu vũ khí tím sao? Thế thì được, Dạ Độ Hàn Đàm nói, vậy mấy người ông tìm là ai? Thân là hội trưởng ấy, luôn cực kỳ mẫn cảm với nhân tài, tôi còn phải khảo sát thêm nữa, Diệp Tu nói. Chương 85, bánh bao xâm lấn. Dạ Độ Hàn Đàm mê mang vô cùng, khu 10 thật sự gặp phải ma quỷ rồi, ở đâu tuôn ra mà lắm cao thủ thế? Đây lại càng không phải xì tai của Vinh Quang, bình thường trong game online, một server chính là một thế giới, những người vùng vẫy trong khu cũ không được, thường nhảy sang khu mới bắt đầu lại lần nữa, có lẽ còn có thể xưng vương xưng bá ở đó. Nhưng Vinh Quang thì sao? Tất cả các cao thủ cuối cùng đều phải tập trung ở thần chi lĩnh vực chú có sang chảnh ở khu 1, 2, 3, năm thế nào đi chăng nữa mà không đủ tư cách bước vào thần chi lĩnh vực thì chú chỉ là một trò cười thôi. Cho nên ở vinh quang ấy, tay lão làng muốn vứt bỏ nhân vật ban đầu bắt đầu cày con mới, không nhất định phải chuyển sang khu mới. Ở khu cũ còn được xài tiền tài của ớt cũ, dựa vào sự ủng hộ trên mặt vũ lực, thăng cấp còn nhanh hơn, không sướng hơn à. Vì vậy lão làng mà sang khu mới khai hoang, hầu hết đều là những người vì công hội mà di cư như đám dạ độ hàn đàm. Thế mà bây giờ, không nói đến việc gặp phải một cao thủ trước nay chưa từng biết đến quân Mạc Tiếu, tên này lại còn bảo sẽ kiếm được người có trình độ thao tác sánh bằng gã và giả dạ vị ương. Tuy trình độ của gã và giả dạ vị ương vẫn kém hơn tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng so với phần nhiều người chơi thì vẫn là cao thủ. Là đại tinh anh trong tinh anh của mưu đồ bá đạo, bỏ vào lam khê các thì cũng thuộc tiêu chuẩn đứng trong cao thủ top 5, kết quả quân Mạc Tiếu giống như tùy tiện là có thể mời thêm vài em đến, điều này khiến dạ độ hàn đàm có thể nào không mê mang chứ với những nhân vật mà người này mới tới, sao có thể không hiếu kỳ. Mấy ông luyện cấp của mình đi, cái kỷ lục này có để đó cũng chẳng ai chạm vào, chờ tôi lên đủ cấp liền giúp mấy ông qua nó. Diệp Tu cuối cùng nói, vậy, liên hệ sau, dạ độ hàn đàm bây giờ cũng không vội, quân mạc tiếu sẽ tìm những nhân vật thế nào đến, gã rồi cũng sẽ được biết thôi. Dạ độ hàn đàm cùng dạ vị ương mang theo nghi hoặc rời đi. Bọn họ đã hết lượt đi rừng rậm băng xương, còn mỗi mai cốt vẫn đi được quân mạc tiếu của Diệp Tu lại mới cấp 21, không nhoi vào mai cốt được, tiếp theo chỉ có thể mần nhiệm vụ làm thịt quái để thăng cấp. Vừa chạy ra khu luyện cấp vừa kéo bảng hảo hữu ra, gọi bánh bao xâm lấn. Bánh bao xâm lấn chỉ là chim non ở Vinh Quang, nhưng sau khi săn huyết xạ thủ và đi phó bản chung mấy lần, Diệp Tu nhìn ra người này kỳ thật có tốc độ thao tác tay rất khá. Trường hợp của cậu ta và Đường Nhu giống nhau, không quen lắm với Vinh Quang nhưng tốc độ tay đều rất nhanh. So ra thì bánh bao sâm lấn có tốc độ tuy kém đường nhu nhưng khả năng phối hợp lại rất tốt. Nhìn sự trầm mê hăng hái vào vinh quang của người này, 80% tốc độ tay là do luyện trò chơi có thao tác tương tự mà có được. Bánh bao sâm lấn giờ còn đang ở trong phó bản rừng rậm băng xương với đám điền thất. Diệp Tu chưa lượt cuối đi với mưu đồ bá đạo, vậy nên đám điền thất thêm đại một người đi lượt cuối, một tổ hợp người chơi trình độ bình thường trang bị bình thường độ phối hợp cũng bình thường dẫn đến tốc độ cày phó bản không thể nhìn nổi, cơ bản là 30 phút chui trong đó vẫn chưa ra. Bánh bao xâm lấn có tốc độ tay khá nhanh, nhưng không thể bỏ qua chuyện cậu ta là gà mờ của Vinh Quang, thế nên khả năng phát huy của cậu ta có quan hệ rất lớn với chỉ huy. Có chỉ huy vĩ đại thay cậu ta suy nghĩ, hướng dẫn cậu ta tấn công và cách di chuyển, tốc độ tay mới có thể phát huy trọn vẹn. Hiện tại chỉ huy của bọn họ là điền thất, chỉ là một người chơi lâu quen tay, ngay cả cao thủ cũng không với tới được. a à, đại thần, tụi tôi giờ vẫn trong phó bản, có chuyện gì hả? Bánh bao xâm lấn hồi âm rất nhanh, vẫn còn trong phó bản, quái cũng đang giết, hồi âm lại nhanh vậy chính là chứng minh tốt nhất cho tốc độ tay. Tôi đánh xong rồi, lát nữa tìm ông nói chút chuyện. Diệp tu trả lời, được, sao không thấy ông lên tivi Bánh bao xâm lấn nói, à, thất bại, Diệp tu nói, ôi, tiếc thế, ông đánh phó bản đi, lát nói tiếp, ok diệp tu ra khỏi phó bản đã cùng bọn giả dạ độ hàn đàm bàn bạc nửa ngày bên điền thất đánh phó bản cũng sắp xong rồi không mất bao lâu đã qua bản năm người mặt xám mày cho thoát khỏi phó bản đám điền thất cực kỳ không hài lòng với hiệu suất khi không có cao thủ trấn thủ nhưng hết cách rồi dù bọn họ đã tận mắt nhìn thấy đấu pháp của cao thủ vẫn không thể nào làm theo được tình huống này cũng giống như khi diệp tu dùng một đợt sóng xô so với ba đại công hội vậy bọn lam hà đương nhiên hoàn toàn hiểu được một đợt sóng xô so đánh thế nào nhưng bọn họ cũng không thể làm lại được, bởi vì điểm mấu chốt chính là trình độ kỹ thuật của họ thật sự không thể đạt tới. Cao thủ đại ca, đội điền thất trước có 5 người nhưng người thêm tạm kia đã rời đi, còn lại bốn người ra chào hỏi Diệp Tu. Bọn họ cũng đã nghe chuyện phá kỷ lục thất bại, vừa mới xem lại bảng kỷ lục, nhìn đến quân Mạc Tiếu đứng trong đội ngũ hạng 2, tranh lệch không nhỏ với đội thứ nhất. Điền thất đoán tâm tình của Diệp Tu bây giờ cũng không tốt, cho nên chỉ chào hỏi, không nói nhiều lời. Hiện tại kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương này có chút biến thái, muốn phá cần tổ một đội ngũ có trình độ. Diệp Tu nói, hẳn không phải tụi tui nhỉ, điền thất rất mồ hôi, hắn ta vẫn tự hiểu biết bản thân thế nào, trình độ của họ sao so được với tinh anh trong công hội. Mấy người thấy trình độ của bánh bao thế nào? Diệp Tu nói, bánh bao, ba người điền thất, mộ vân thâm, thiền sinh ly đều gửi đến một biểu tình, hoảng sợ cuối cùng lời nên nói vẫn phải nói, bánh bao chỉ mới biết chơi thôi mà, một mình bánh bao sâm lấn gửi hẳn ba biểu tình hoảng sợ. Ừ, chỉ mới chơi nhưng tốc độ tay rất nhanh. Diệp Tu nói, thật á, ba người điền thất nghi hoặc, bọn họ không chú ý tới việc này. Ủa, thế hả, tay tôi rất nhanh ư, sao đại thần lại biết? Bánh bao sâm lấn kinh ngạc, nhìn ra, Diệp Tu cười, kỳ thật bánh bao sâm lấn là ma mới của Vinh Quang, nhìn ra tốc độ tay rất nhanh cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Diệp Tu là ai cơ chứ? là bách khoa toàn thư sống thuộc lòng mọi thứ của Vinh Quang, chỉ dựa vào vài chi tiết khi thao tác cũng đã đoán được tốc độ tay và phản ứng với thao tác của người ta. Thứ hắn nhìn ra, cũng không phải người bình thường đều có thể nhìn ra. Tốc độ thao tác của tôi rất nhanh, nhưng mà, cảm thấy không thể phát huy được phải không? Đúng đúng, bánh bao sâm lấn vội vàng nói, đêm nay theo tôi đánh quái, tôi sẽ tận tình dạy bảo ông. Diệp Tu nói, được được, bánh bao sâm lấn mừng rỡ cao thủ đại ca cũng chỉ bảo tụi tôi chút đi đám điền thất nhốn nháo mấy người còn cần tôi chỉ bảo chỉ cần luyện tập nâng cao tốc độ thao tác là được diệp tu nói mọi người rơi lệ đầy mặt lúc nào cũng luyện mà điều này không thể không nói nhưng đôi khi có vài thứ gọi là tác động của thiên phú diệp tu nói mọi người lại rơi lệ chúng tôi biết ông đã nói giảm nói tránh rồi nhưng nghe xong vẫn thấy thẳng thắn quá đi đều cùng đi đi không có thiên phú cũng có thể dựa vào khổ luyện chẳng qua có nhiều người vẫn chưa thật sự bỏ công khổ luyện mà thôi. Diệp Tu nói, chương 86, dạy bảo gà mờ. Diệp Tu dẫn đoàn điền thất tới Mai Cốt Chi Địa. Điền thất mộ vân thâm thiển sinh ly đều cùng cấp 21 với quân Mạc Tiếu. Với việc đánh quái 23 đến 26 vượt cấp ở đây, bọn họ không có niềm tin cho lắm. Tên nhóc bánh bao xâm lấn này cấp 23, ở Mai Cốt có tiểu quái đồng cấp với cậu ta, lúc này đã nóng lòng muốn thử. Diệp Tu đương nhiên muốn chuyên chú dạy kèm cho bánh bao xâm lấn, ba người kia tuy rằng không thể nói là không nâng cao được, nhưng muốn dùng được lúc khẩn cấp thì chỉ có thể trông cậy vào bánh bao xâm lấn. Đuổi được ba người kia đi luyện cấp rồi, Diệp Tu bắt đầu một kèm một với bánh bao xâm lấn. Đầu tiên đương nhiên là giảng cho cậu ta biết về chức nghiệp lưu manh này rồi. Năng lực tổng hợp của nghề này tính ra cũng khá mạnh, nhưng ở giai đoạn cấp 25 lại không có kỹ năng tấn công quần công nào. Lưu manh khi lên cấp 1 có thể học được kỹ năng tương tự các nghề khác, là câu quyền có thể khiến mục tiêu bị lơ lửng. Tiếp đến là kỹ năng cấp 5 bà tai, một cái tắt thanh thúy động lòng người, là kỹ năng duy nhất có hiện quả tăng thêm thù hận trước khi chuyển nghề. Cấp 10 là tập kích gối, kéo người khác lại gần rồi dùng đầu gối huyết mạch, nhưng kỹ năng này chỉ được coi là một nửa kỹ năng loại bắt lấy vì không mang theo hiệu quả quật ngã. Sau là cấp 15 khóa ít hầu, kỹ năng này không thể sử dụng sau lưng. Sau khi siết chặt được ít hầu cũng giống tập kích gối không thể quật ngã được đối thủ, nhưng kỹ năng này kéo dài 2 giây, cấp bậc càng cao thì thời gian càng dài. Hơn nữa trong trạng thái khóa yết hầu vẫn có thể dùng loại công kích khác. Ví dụ như cấp 20 có kỹ năng tập kích gạch, nhưng muốn thao tác đập vào ót thì có hơi khó, kích và dê chuột phải nhanh phải chuẩn phải có độ cong. Sau khi chuyển nghề cấp 20 có kỹ năng, ném cát. Diệp Thu đỡ từng dậy qua bánh bao xâm lấn một lần rồi. Sau đó nữa là kỹ năng bôi độc của cấp 25. Bôi độc lên vũ khí, rồi sau đó đánh ra công kích có thuộc tính dính độc. Có điều độc này không kéo dài, chỉ thương tổn trong một kích ấy, không thể phòng ngự. Kỹ năng này trước mắt bánh bao xâm lấn cấp 23 chưa học được, tạm thời không đề cập tới. Nhưng một số kỹ năng cơ bản và một ít thủ đoạn bánh bao xâm lấn đã có thể học nên trước hết Diệp Tu chỉ dạy cho cậu ta một số hiệu quả ẩn trong đó. Như bà tai làm thế nào để đánh ra hai lần liên kích. Tập kích gối đánh ở lưng có thể tạo ra hiệu quả đẩy lùi. Khóa yết hầu thi triển làm lực phòng ngự của đối thủ giảm một nửa. Mấy thứ này, trong hệ thống không ghi rõ ra thuộc về hiệu quả ẩn của kỹ năng. Bánh bao xâm lấn mê muội chơi, chưa từng xem bản hướng dẫn, hoàn toàn không biết. Cái gì cũng không biết thì chọn nghề thế nào đây? Diệp tu nghi hoặc hỏi một chút, kết quả nhóc này thế nhưng bảo ở giai đoạn tán nhân thì học loạn kỹ năng, rồi sau đó cảm thấy bạt tai, tập kích gối, khoa yết hầu của Lưu Manh đều là những chiêu thức mà mình hay xài để đánh nhau, nhất thời lòng tràn đầy cảm xúc với cái nghề này, cảm giác hòa nhập vô cùng mạnh mẽ, quyết chuyển ngay và luôn. Đáp án này khiến Diệp tu rất cả mồ hôi, nhưng đã chuyển rồi thì đành để thế, sau khi được Diệp Tu bắt tay chỉ bảo, bánh bao xâm lấn vốn có đủ tốc độ tay giờ lại càng tiến bộ thần tốc, chơi đến quên trời quên đất. Diệp Tu hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề, lấy sự nhiệt tình với trò chơi của tên nhóc này, hơn nữa còn đang cao hơn mình hai cấp, chắc không phải là mình vừa lên 25 thì cậu ta đã vọt lên 26 đâu nhỉ. Vấn đề này thật quá nghiêm trọng, Diệp Tu cảm thấy phải nghiêm túc nói chuyện với bánh bao xâm lấn. Bánh bao này, bao lâu rồi không ngủ? Diệp Tu hỏi, Hả, tôi không mệt đâu, bánh bao xâm lấn đang hưng phấn chơi với quái, bà tai bốp bốp. Nên nghỉ ngơi chút đi, tôi tìm được mấy bản hướng dẫn, đều về lưu manh, ông có thể xem một chút Diệp Tu nói. Ừ ừ, lúc ăn cơm tôi xem sau, bánh bao xâm lấn nói, ông có liều mạng luyện cấp, cũng đổi không kịp mấy người ở công hội lớn đâu, bọn họ toàn là một lũ cùng cây một ớt, mỗi ngày đều luyện cấp không ngừng nghỉ á. Diệp Tu nói, bánh bao xâm lấn tỏ vẻ khinh thường, vậy làm gì còn bản lĩnh nữa nhiều người nhiều sức mà, cho nên một mình ông cũng đừng tranh cao thấp với họ nữa. Cứ thông thả, luyện từ từ, chủ yếu là, ông luyện nhanh như vậy, chớp mắt sẽ lên 26, sao tôi tìm ông cùng phá kỷ lục đây? Diệp Tu rốt cục nói ra ý chính, vì sao không thể, bánh bao xâm lấn thật sự quá ngơ, quy định bảng kỷ lục cũng không biết. Diệp Tu đành phải giải thích lại một hồi, xong rồi bánh bao xâm lấn lại xoắn suýt trong mâu thuẫn. Cậu ta muốn nhanh chóng thăng cấp, cũng muốn phá kỷ lục lên TV. Ba người điền thất lúc này cũng bị Diệp Tu Triệu hồi lại đây làm thuyết khách, tiến hành thuyết phục bánh bao xâm lấn. Ba người này cũng dồn hết tâm trí, khuyên bảo bánh bao xâm lấn rằng cấp bậc ở Vinh Quang trả là cái đinh gì, lên TV và treo bảng mới là mục tiêu cao quý nhất để theo đuổi. Một đống người thay nhau quang bom, bánh bao xâm lấn cuối cùng cũng miễn cưỡng tiếp nhận, được rồi, tôi cố gắng chậm lại một chút. Đại thần muốn thăng cấp trong bao nhiêu ngày, nhanh thôi, Diệp Tu nói, đúng rồi, mấy ngày này ông đừng vào công hội nào nhé à cuối cùng cũng thu phục được bánh bao xâm lấn diệp tu thở dài một hơi đối phó với gà mờ là một chuyện không dễ dàng mày giảng thì mày cứ giảng gió mắt cứ thoảng qua đồi núi mà gà mờ cũng là một núi đồi bánh bao khó khăn tiếp nhận chuyện phải lên cấp từ từ bây giờ đánh quái thì không được không đánh cũng nhàm chán đánh nhanh không được đánh chậm lại không đã nhất thời chẳng biết nên làm gì thì tốt hơn đơn giản rời khỏi trò chơi siêu tầm những bài hướng mà diệp tu bảo nhìn diệp tu vừa thấy ông bạn này rốt cuộc nghỉ luyện rồi, bên mình cũng phải chắc chắn nữa. Vì thế tổ đội với ba người kia, xem Mai Cốt Chi Địa như phó bản mà điên cuồng đánh phá. Chơi đến độ ba người kia thấy Mai Cốt Chi Địa là bắt đầu buồn nôn, Diệp Tu vẫn như cố tinh thần phấn chấn. Khiến cho ba người không nhịn được bùi ngùi, không hổ là cao thủ đại ca. Lòng vòng trong Mai Cốt Chi Địa đến hừng đông, bốn người đều lên tới cấp 22. Tuy cả ba muốn ói tới nơi rồi, nhưng dưới sự dẫn đầu của cao thủ đại ca ngay cả đánh quái cũng năng suất hơn, khiến cho cả ba có chút lưu luyến. Bên này, Diệp Tu đã đến giờ thay ca, không thể ngồi máy tính ở quầy chơi nữa. Vội vàng giao ca, đuổi giết đến khu hút thuốc lên game lại. Trần Quả thức dậy, nhìn ra cửa sổ thấy hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Vặn cổ xoay người bò lên, xoa mắt định đi toilet. Đi đến phòng ngủ đột nhiên nghĩ đến hiện tại trong nhà này vẫn còn một thằng đàn ông đang ở không thể tùy ý lộ ngực giống như trước kia ở cùng với mỗi đường nhu. Nghĩ thế Trần Quả sửa sang lại áo ngủ, nên thắt nên cài đều làm đầy đủ mới ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra cửa đã nhìn thấy cửa phòng đường nhu chỉ khép hờ. Quá qua loa rồi, trong nhà có trai đấy, ngủ không đóng cửa, cảnh xuân lộ ra thật không tốt. Trần Quả vừa nghĩ vừa thực hành thử, thử nhìn vào khe cửa xem có thể nhìn được giường đường nhu không. Kết quả, nhìn thì thấy, nhưng người thì không có ở trên. Trần Quả ngẩn ra, tiến lên đẩy cửa vào, giường của đường nhu chưa hề được nằm đến. Không ngủ cả đêm, Trần Quả kinh ngạc, lập tức xem xét phòng chứa đồ nhỏ bé của Diệp Tu, cửa cũng khép hờ. Do dự một chút vẫn nhòm vào, cũng không có người, hai kẻ điên khùng này. Trần Quả ngơ ngác nhìn trái phải hai căn phòng mở tan hoang không thấy ai kia. chương 87, không ngủ. Trần Quả nhanh chóng thay quần áo xong liền nhanh như gió mà xuất hiện tại tiệm nét, giữa tiếng chào hỏi của đám nhân viên đang làm việc chào buổi sáng, chị chủ, thì thấy được đường nhu trong một góc sáng sủa của khu cấm hút thuốc, vẻ mặt vẫn chuyên chú y như trước khi Trần Quả đi ngủ tối qua, không hề có chút huệ hoài. Lại chạy đi khu hút thuốc nhìn thử, Diệp Tu đang ngậm thuốc mà hít hà khói, không thấy rõ được mặt mày đang thao tác của hắn trong làn khói xanh nhạt ấy. Giờ đang là sáng sớm a, à, đây là lúc vắng khách nhất, so với người chơi cả đêm còn muốn ít hơn. Tiệm nét chỉ vang vọng tiếng thao tác của hai người, anh một hồi, tôi một hồi, lạch cạch lạch cạch, Trần Quả không để ý Diệp Tu, trước hết phải giết Đường Nhu ở bên kia đã. Còn chơi, không muốn sống nữa sao? Trần Quả vừa tiến lại gần vừa nói, không phản ứng, Đường Nhu còn đang đeo tai nghe, trong tai chỉ nghe được tiếng của trò chơi, Trần Quả bên cạnh gì gì đấy, lúc này căn bản không cùng một thế giới với cô nàng. Trần Quả đành phải tiến lên tháo tai nghe của cô nàng xuống, Đường Nhu lúc này mới có phản ứng. Đứng lên đi, sáng rồi Đường Nhu quay đầu nhìn Trần Quả nửa giây, lại quay đầu tiếp tục chơi, lạch cạch lạch cạch. Em chơi đến điên mất rồi, Trần Quả hết cách, cô Hoài nghi chuyện mình lôi kéo Đường Nhu vào vinh quang là đúng hay sai. Ha ha, Đường Nhu chỉ cười không nói, cấp bao nhiêu rồi? Trần Quả nhìn, cấp 16, còn kém quân Mạc Tiếu của Diệp Tu năm cấp. Đường Nhu nói xong liền mở danh sách bạn tốt, vừa nhìn đến quân Mạc Tiếu xong liền kêu lên một tiếng, ai ra, anh ấy lại tăng một cấp, cấp 22 rồi. Sao lại tranh cao thấp đến thế a? À? Đánh xong phó bản phải đi ngủ, nghỉ ngơi xong thì chơi tiếp trần quả nhìn hàn yên nhu của đường nhu còn đang ở phó bản mộ địa xương khô trong thôn tân thôn mà giết chóc hơn nữa còn là sâu lâu ai dám tin tưởng đây chỉ là người mới vào vinh quang chứ còn ngủ gì nữa em cũng nên đi làm rồi đường nhu nói trần quả ngẩn ra đúng rồi ngày hôm nay là ca sáng của đường nhu theo lý thì phải ngồi vào quầy lúc này rồi em đánh xong phó bản rồi làm ngay đường nhu quay về phía trần quả tươi cười lấy lòng quan hệ cả hai cho dù tốt nhưng vẫn là quan hệ xếp với nhân viên đường nhu cũng là người làm việc kiếm sống tại tiệm nét không phải ăn chùa ở không cứ thế mà chơi nghỉ ngơi trước đã chị tìm người đổi ca cho em trần quả nói không cần không cần đường nhu vừa cùng trần quả trò chuyện tay cũng không hề dừng một đêm này vừa xem hướng dẫn vừa chơi trò chơi sử dụng mấy cái kỹ năng bậc thấp của pháp sư chiến đấu đi đi lại lại đường nhu đã tiến bộ rất nhiều không hoàn toàn dựa vào phản ứng và thao tác giống như trước nữa được rồi dưới ánh mắt chăm chú của trần quả Hàn Yên Nhu của Đường Nhu một mình đánh bại boss cuối của mộ địa xương khô. Rời khỏi trò chơi, tắt máy vi tính, lập tức đi về phía quầy. Trần Quả ngẩn ngơ theo sát phía sau, Đường Nhu sau khi tới quầy lại đăng nhập vào trò chơi. Chị bảo này, ít ra em phải ăn chút gì chứ? Trần Quả nói, chị cũng chưa ăn mà phải không? Cảm ơn chị, Đường Nhu lại cười như đang lấy lòng. Bó tay với em, Trần Quả cười khổ, đi ra ngoài mua bữa sáng, trở về cho Đường Nhu một phần xong thì đưa tiếp một phần cho Diệp Tu. À, chị chủ, chị khách sáo quá vậy. Diệp Tu lúc nhận được bữa sáng đã không ngất lời bảo, tối hôm qua lại không giúp chị đắp chăn, thế nào, ngủ ngon chứ. Hai đứa tụi bay đều điên cả rồi. Trần Quả nghĩ đến việc rõ ràng là một phòng lớn ba người ở, kết quả sáng sớm tỉnh dậy chỉ phát hiện mỗi bản thân mình. Ơ, ờ, tiểu đường cũng không ngủ sao? Diệp Tu nói xong vội kéo khung bạn tốt, quả nhiên nhìn thấy Hàn Yên Nhu vẫn online như trước. Cậu không biết hả, Trần Quả sướng sờ, chả lẽ hai người này cùng chơi cả đêm lại không hề nói với nhau câu nào. Trái lại, đường nhu còn đuổi theo cấp của tên này, kết quả tên này thế mà chẳng hay biết gì. Không chú ý, vừa hay, tôi có việc phải tìm em ấy đây. Diệp tu cầm bữa sáng của mình chạy đi tìm đường nhu. Đường nhu lúc này vừa ăn sáng vừa nhìn hướng dẫn về pháp sư chiến đấu trên máy tính, nhìn thấy Diệp tu lại, vội vã đem đồ trong miệng nuốt xuống, sau khi lau miệng xong mới gật đầu chào hỏi. Cấp bao nhiêu rồi? Diệp tu hỏi, cấp 16, nhanh đấy chứ, mau lên cấp 25 đi, có chuyện thú vị lắm. Diệp Tu nói, ồ, chuyện gì, đường nhu hỏi, có thấy kỷ lục qua cửa của phó bản băng xương không? Diệp Tu hỏi, thấy được, kỷ lục của anh hình như bị phá rồi a à? Đường nhu nói, cô rất quan tâm kỷ lục này, nguyên nhân là vì cô muốn hơn Diệp Tu, chẳng ngờ tối nay lại có người vượt lên trước. Trong đó còn có một đội là chính bản thân Diệp Tu. Đường Nhu thấy được tên của quân Mạc Tiếu đứng thứ hai ở bảng thành tích, thành tích cũng cao hơn ban đầu. Kỷ lục bị phá không chỉ mỗi mình anh, kỷ lục cao nhất của cả 10 khu đều bị vượt. Diệp Tu nói, anh muốn giành lại kỷ lục. Đường Nhu nói, "Ừ, thú vị không?" Diệp Tu nói, "Nếu anh giành về rồi, em lại phá kỷ lục của anh, vậy càng thú vị hơn." Đường Nhu nói, "Anh và em có thủ oán gì a?" À? Diệp Tu giở khóc giở cười, "Em gái này xem ra thật sự muốn đối đầu với mình đây." Ha ha, Đường Nhu cười khi lên 20 thì đi trải nghiệm phó bản này trước đi. Anh thấy em quá coi thường khái niệm của kỷ lục. Diệp Tu nói, em đùa thôi, kỷ lục cao nhất của cả 10 khu chắc chắn rất dữ rồi. Đường Nhu nói, ừ, vậy mau luyện cấp chút đi. Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo rằng cô nàng có phải hơi tự phụ quá không? Được, Đường Nhu gật đầu trả lời. Hôm nay có ngủ không? Diệp Tu hỏi, em, nè hai đứa bay đừng quá đáng thế chứ. Trần Quả đột nhiên nhảy ra cắt đứt, sau khi dự thính được một hồi, liền phát hiện hai đứa này lại không định đi ngủ, có cần phải liều mạng như vậy không? Chị chủ yên tâm, sẽ không làm lỡ công tác. Diệp Tu nói, vậy cũng không được, máy tính trong tiệm đều là của chị, không cho hai người chơi nữa. Trần Quả ngang ngược nói, Diệp Tu thở dài, gõ gõ mặt bàn của quầy, tiểu đường, cho anh một thẻ hội viên. Đường nhu ngẩn ra, lập tức đi lấy thiệt, trong miệng lầm bầm, em cũng phải làm một cái. Trần Quả sụp đổ, thực sự tức chết người mà. Càng đáng giận hơn là Đường Nhu sao lại thuận theo thế này. Gần mực thì đen a, à, vừa chơi vinh quang một ngày đã học thói hư tật xấu rồi. Mặc kệ hai đứa bay, chân quả giận dữ chạy đi. Khục, nỗ lực luyện cấp nào. Diệp Tu cũng không đề cập đến chuyện thẻ hội viên nữa, nói một tiếng với Đường Nhu lại trở về khu hút thuốc của mình mà tiếp tục phấn đấu. Ca sáng của Đường Nhu là từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, việc kinh doanh vào sáng sớm của tiệm không bao nhiêu, cô nàng cũng chẳng bận rộn gì, lại tiếp tục chơi Buổi trưa vừa tới thì người cũng dần tăng lên, cô ở trước quầy có chút lo không xuể, trò chơi cứ bị gián đoạn, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Diệp Tu bên kia vừa tới trưa thì đã ngừng tay, chạy đến nhìn thì thấy Đường Nhu vẫn cố chơi trong tình trạng ác liệt thế này, thực không dễ mà. Em thật sự không ngủ. Diệp Tu hỏi, em làm ca sáng, 3 giờ mới tan tầm. Đường Nhu nói, à, Diệp Tu đáp lại, vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi, thể lực cũng ảnh hưởng mạnh đến khả năng phát huy đó chương 88, đấu loại vòng tròn của Vinh Quang. Diệp Tu cùng đường nhu sau khi ăn trưa xong thì một người đi ngủ ngay, một người là sau khi xong ca ba giờ mới ngủ, đến khi ăn cơm tối chẳng còn ai trong hai người nữa. Trần Quả tức giận ăn hết cơm tối với đám nhân viên, chẳng muốn chừa cơm lại cho đứa nào, nhưng ăn đến phân nửa thì mềm lòng, cuối cùng cũng thu xếp phần cơm cho cả hai. 8 giờ hơn, Diệp Tu ngủ đủ 8 tiếng thì cứ như máy móc mà tỉnh dậy, sau khi hút một điếu thuốc thì rửa mặt ra khỏi phòng xuống lầu lầu một của tiệm toàn bộ đều tối thui, giống như lần TV phát tin Diệp Thu giải nghệ. Diệp Tu ngẩn ra, nhớ tới việc tiệm nét hưng hân thường hay phát sóng giải đấu liên minh chuyên nghiệp vinh quang theo lệ, tính toán thời gian, ngày hôm nay chính là lượt đấu vòng tròn thứ 20. Xuống tiếp đại sảnh ở lầu một nhìn thử, quả nhiên, tấm màn chiếu dùng để chiếu chương trình trước kia cũng đã mở ra rồi, lúc này đang bật kênh thi đấu thể thao điện tử. Trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng rất nhiều người cướp được vị trí tốt, Vừa chơi máy vừa chờ trận đấu chính thức bắt đầu. Diệp Tu đi tới quầy trước, hỏi em gái đang đứng quầy, vòng đấu tới đâu rồi? Em gái đương nhiên cũng thuộc dạng người không quan tâm đến vinh quang, lúc này vẫn ngồi xem phim Hàn, có điều ở lâu trong tiệm internet, mưa dầm thấm đất, cũng coi như biết những thứ cần biết là ra thế. Diệp Tu gật đầu, cực kỳ hiểu rõ, liên minh chuyên nghiệp của Vinh Quang có tổng cộng 20 câu lạc bộ, 20 chiến đội sẽ thay phiên đấu cặp, 10 trận đấu diễn ra đồng thời. Kênh trên TV cũng có hạn, thường sẽ lựa chọn tiếp sóng những trận đấu trọng điểm, nhưng đây là thi đấu game online, đương nhiên dựa vào mạng Internet, cả 10 trận đấu sẽ đồng thời được phát sóng trên mạng, khán giả có thể lựa chọn trận mình quan tâm nhất để xem.